Cùng Lê xin được uh, kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta cùng uh, gặp lại nhau uh, tất cả anh chị em cộng đồng nhà đầu tư trên khắp mọi miền của tổ quốc trong bản tin tuần uh, trên kênh chứng khoán Chiến Minh trên từng con sóng uh, và như thường lệ thì bản tin của chúng ta vẫn uh, sẽ có ba nội dung chính phần thứ nhất thì Hùng Lê cùng với tất cả anh chị em của chúng ta sẽ đi phân tích uh, một số các cái danh mục uh, cổ phiếu khá là cơ bản mà ông đã có uh, review uh, trong các cái bản tin tuần gần đây. Uh, bao gồm một số các cái mã cổ phiếu khác ví dụ c 2 ccl dabaco uh, vpg một số các mã cổ phiếu penny uh, sau đó chúng ta sẽ đi phân tích cổ phiếu ngành điện ngành viettel bất động sản khu công nghiệp uh, nhóm ngành uh, bất động sản dân cư uh, sau đó thì chúng ta sẽ đi phân tích thép vật liệu đầu tư công và nhóm ngành đầu tư công uh, sau đó sẽ đi phân tích nhóm ngành dầu khí uh, thời gian tiếp theo thì chúng ta sẽ tập chung phân tích nhóm ngành banh và nhóm ngành chứng khoán và nhóm ngành banh thường sẽ lựa chọn chọn lọc ra một số các cái mã cổ phiếu banh mà chúng ta đang nói đến ở trong cái thời gian vừa qua. Và phần 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 cuối thì chúng ta sẽ có thể dành thời gian để chúng ta có có thể phân tích thêm một số các cái mã cổ phiếu khác nếu như còn thời gian. Phần thứ hai, phần thứ hai thì chúng ta vẫn sẽ review lại cái kịch bản phân tích tuần trong tuần vừa qua, video số 179. À, trong đó thì chúng ta có nhấn mạnh đến à, cái vùng hỗ trợ kỹ thuật then chốt à, chúng ta có đề cập đến đó là vùng 1058, 1060 điểm đó sẽ là những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật then chốt và trong tuần vừa qua thì cũng đã có thêm à, những cái kịch bản mới về à, thị trường à, phần cuối cùng thì chúng ta sẽ có một vài cái ý để chúng ta nhận diện à, nhận định cái xu hướng thị trường của trong cái tuần giao dịch tiếp theo đấy chính là tuần từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 9 tháng 6 như vậy là chúng ta đã bắt đầu à, bước vào à, tháng 6 rồi và như vậy thì chúng ta đã có về cơ bản cái tuần đầu tiên của tháng 6 thì là một tuần giao dịch rất là thành công đặc biệt là phiên giao dịch ngày hôm nay thì thị trường đã kéo rất là mạnh tuy nhiên trước đó thì phiên giao dịch từ ngày thứ hai đến ngày thứ năm thì thị trường không kéo mạnh nhưng chúng ta đều nhận diện thấy rằng là cái cái tài, tài, tài sản dòng của chúng ta đã bắt đầu tăng lên rất là tốt điều đó chứng tỏ rằng là dòng tiền nó đã đi vào cái nội dung thực thực tế nó đi vào cái nội dung thực tại của à, Uh, nhóm cổ phiếu penny và nhóm cổ phiếu mi cup đúng không anh chị uh, và các anh chị lưu ý đấy là tất cả những cái phân tích của cá nhân hùng lê ở trên video thì nó mang quan điểm uh, cá nhân và không phục vụ bất kể một cái mục đích nào uh, ngoài cái việc là chúng ta uh, phân tích trên góc nhìn kỹ thuật để đưa cho các anh chị những cái góc nhìn tốt nhất tối ưu nhất và uh, trên những cái góc nhìn đó thì các anh chị em có thể tham khảo uh, trước khi mà chúng ta đưa ra các cái quyết định đầu tư À, còn tuần này thì à, vì dữ liệu kỹ thuật của ông Lê ở trong quá trình trong cái tuần vừa qua nó bị hỏng, nó bị hỏng. Tức là à, các anh chị lưu ý là à, tất cả cái amin này thì khi mà chúng ta phân tích kỹ thuật thì nó sẽ lưu lại à, các cái chạc kỹ thuật và vì cái chạc kỹ thuật nó bị hỏng nên là tuần này thì ông sẽ cố gắng khớp nối lại à, những cái dữ liệu ở trong bản tin tuần video số 179 và để tiếp nối các bản tin sau. Thì tại vì sao lại như vậy? Bởi vì là tất cả các bản tin tuần của cá nhân ông Lê thì nó nó giống như là một cái dòng chảy về thời gian tuần này thì nó nối tiếp tuần sau và những cái tín hiệu kỹ thuật ở cổ phiếu của tuần trước thì nó sẽ liên quan đến tuần này và của tuần này thì nó sẽ liên quan đến tuần tiếp theo chính vậy nên là khi chúng ta theo dõi thì chúng ta theo dõi theo cái mạch thời gian để chúng ta nắm được là cái cổ phiếu này đã được phân tích khuyến nghị đầu tư ở thời điểm nào và đến thời điểm hiện tại thì nó đã tăng tốt chưa nó còn điểm mua không hay là chỉ còn điểm mua cho những cái nhà đầu tư mà họ và họ họ đã cầm nắm thì các anh chị lưu ý là như vậy bởi vì cái dòng thời gian của chúng ta rất là dài chính nên là chúng ta sẽ lưu ý ok thì cái thằng C2 này nó nằm ở trong cái khu vực hạ tầng kỹ thuật phân tích vào nhóm đầu tư công thì nó chuẩn hơn nhưng mà cũng sẽ phân tích đầu tiên thì đối với C2 ở đây chúng ta lưu ý ở đây là nó có cái vùng tuần này đúng không ạ tuần này thì C2 đã chính thức là công thành công cái vùng cản 18 đồng thời nó cũng có cái vùng test cung trở lại ở quanh vùng 17 với tín hiệu kết tuần khá là tốt và đặc biệt dòng tiền Uh, của C2 thì đã bắt đầu duy trì ở một cái trạng thái khoảng tầm từ 10 đến khoảng tầm độ uh, 10, 15 triệu cổ phiếu trên một phiên Như vậy đã tín hiệu kỹ thuật rất là tốt uh, Ngắn hạn thì chúng ta có thể ngắm cản C2 ở khoảng quanh vùng 18-7 đến khoảng vùng 19 uh, Cổ phiếu CCL thì đối với CCL á, trong tuần này thì nó cũng đã đi lên được cái vùng 7.5 cộng Và cây nến ngày hôm nay là cây nến nó bị chốt thì uh, nhóm cổ phiếu penny uh, tín dụng sẽ phân tích nhóm cổ phiếu penny thì nhìn chung là trong cái phiên ngày giao dịch ngày hôm nay tức là phiên giao dịch cuối tuần thì nó bị tốt chốt khá là mạnh thì như vậy là ngắn hạn thì như vậy là ccl khả năng tuần tới thì nó sẽ tiếp tục kiểm định lại cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 7 tức là nó sẽ test lại được quanh vùng 7 đến khoảng vùng bảy hai uh, tích lũy thành công ở vùng này thì chúng ta sẽ tiếp tục uh, đánh giá thêm về mặt xu hướng uh, còn đối với ccl thì cũng có ngắm ở trên cái chạc kỹ thuật uh, tuần chứ không ngắm ở trên chạc kỹ thuật ngày À chính vậy nên những cái điểm mua thì các anh chị lưu ý là chúng ta sẽ gom theo những cái vùng rất là dài. À, Dabaco là một mã cổ phiếu cũng rất là tốt và sau những cái nhịp mà chúng ta phân tích khuyến nghị đầu tư thì hiện tại là Dabaco đã tăng cực kỳ là ok rồi. À, trong tuần vừa qua thì Dabaco cũng đã chính thức là hoàn thành vùng giá mục tiêu 19.5 và có thời điểm thì nó đã công lên vùng 20 cộng, tuy nhiên cái vùng này nó cũng chưa thành đồng thời á thì trong tuần vừa qua nó có vùng 18.3, 18.5 là vùng hỗ trợ kỹ thuật khá là tốt, tức là sau khi chạm với vùng cản 19.5 thì nó có thể có xu hướng test lại. Nhìn đến tuần kết tuần như thế này thì đây là một cây nến rất là đẹp và như vậy là chúng ta hoàn toàn có thể khả thi để chúng ta tiếp tục ngắm cái target kỹ thuật của Dabaco về khoảng vùng 21.5 đến khoảng quanh vùng 22. Cổ phiếu VPG thì Uh, con VPG này cũng như vậy, con VPG này thì uh, Hùng cũng ngắm ở trên trạc kỹ thuật tuần thôi Và hiện tại thì VPG nó mới chỉ uh, mới bắt đầu khởi nguyên của một cái chân sóng tăng Và cái tính tạo lập của cổ phiếu VPG thì nó cũng khá là tốt, các anh chị nhìn thấy đây Và trong quá khứ thì team Hùng Lê cũng đã đánh, chỉ có ở uh, những anh chị em nào mà ôm phải cái vùng giá 50 Thì như vậy uh, sẽ cho rằng đây là một cổ phiếu rất là xấu Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì như đã có những cái phân tích trước đây, đúng không ạ? Uh, vpg đã có những cái vùng phân uh, vùng vùng tích lũy ở quanh vùng 13 13.5 và như vậy tuần này thì vpg đã chính thức là hoàn thành những vùng giá mục tiêu 17/17 17 và đóng cửa vùng 17.6 với uh, sức mua tăng kịch trần và với cái tín hiệu kỹ thuật như thế này thì khả năng vpg Nếu có chỉnh cung bởi vì là đây nó đã có ba cây nến test uh, vừa công vừa test và cây nến này là cây nến vừa thoát chính vậy nên là nếu có test thì nó sẽ có thể nó sẽ kéo về 18 và nó sẽ test nhẹ lại ở quanh vùng 17.5 và Uh, mục tiêu của VPG nhịp này thì nó sẽ ngắm lên cái vùng cản 20 đến khoảng quanh vùng 21 và uh, tín hiệu tại thì tương đối là ok uh, cổ phiếu SMC <laughs> SMC thì nó con này về đúng về mặt lý thuyết thì sẽ phân tích ở trong nhóm ngành thép uh, và hiện tại thì SMC cũng đang có một cái trang kỹ thuật khá là tốt và đối với cổ phiếu này thì cũng ngắm ở trên trạc kỹ thuật tuần và cái tính tạo lập của cổ phiếu này cũng tương đối là tốt đánh từ vùng 11.7 và lên đến tận vùng 45 và sau đó thì nó mới bắt đầu nó mới rơi, nó mới bắt đầu mới phân phối. Và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng bắt đầu ngắm thấy rằng là à như vậy cổ phiếu bắt đầu có một cái hành trình mới, bắt đầu có những cái uh, gọi là những cái bước đi mới, những cái tình tiết mới và chính vậy nên là chúng ta sẽ bắt đầu tham gia. <laughs> Ở trong tuần thì VP uh, SMC cũng đã có một cái lực đánh tốt lên vùng 13.5 cộng. Uh, tuy nhiên lực, uh, lực 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 cầu nó không giữ được và đã có một số các cái tài khoản họ chốt lời. Tuy nhiên lực lực chốt lời này thì nó cũng là hoàn toàn bình thường thôi và chúng ta sẽ tiếp tục canh canh ở vùng 12 12.5 để chúng ta tiếp tục cân đo đong đếm ở trong tuần tiếp theo. Mục tiêu ở nhịp này thì dùng vẫn tiếp tục ngắm lên vùng 14.5 đến khoảng quanh 15. ADS cũng là một cái mã cổ phiếu rất hay và cái tính đầu cơ của cổ phiếu này cũng khá là tốt. Đó, nhìn về tính tạo lập ở trong quá khứ Uh, trong quá khứ nó đã đánh những cái trend đánh rất là đẹp và như vậy thì bây giờ hiện tại và tương lai thì khả năng là tạo lập cũng sẽ có những cái bước đánh như vậy và uh, chúng ta cũng nhận diện thấy là ADS này nó bắt đầu có những cái bước nâng đỡ lên nó bắt đầu nó có bước nâng đỡ lên và <laughs> chúng ta sẽ làm việc với cái tín hiệu hiện tại ở trong cái thời điểm hiện tại đó là gì trong cái thời điểm hiện tại là vùng 13 ba sẽ trở thành vùng hỗ trợ và tuần này thì nó bắt đầu Uh, công cái kháng cự 15.5 đến vùng 16 đấy các anh chị này Và phiên này thì nó gần như nó đạt được khoảng tầm 15.45 Tức là suy soát nữa thì nó hoàn thành cái vùng giá mục tiêu đầu tiên Và sau khi mà nó công về cái vùng này á Đây là vùng kháng cự nên khả năng nó sẽ có cái sự dập dìu Và nó sẽ có chỉnh cung Như vậy vùng 14.5 đến khoảng vùng 14.8 uh, Sẽ là cái vùng mà uh, cổ phiếu ADS sẽ tiếp tục tích lũy uh, Chờ thời cơ uh, Và sau đó thì nó sẽ tiếp tục công cái cản 16 Đó là cái vùng dự kiến OK, phần thứ hai thì Hùng sẽ đi phân tích cho các anh chị một số các cái mã cổ phiếu về mặt penny. Thì đối với penny thì cái thì đối với nhóm penny thì các anh chị chúng ta phải rất lưu ý đó là nó tăng rất nhanh và nó giảm cũng sẽ rất nhanh. Chính vì vậy nên là cái thời điểm để các anh chị mua cổ phiếu nó phải dứt khoát và những cái điểm mua nó phải rất là nhanh lẹ và chúng ta phải hiểu được cái cách đánh của cổ phiếu penny. Thì ngày mùng 10 tháng 5 và Hùng Lê bắt đầu gọi là thành lập cái câu lạc bộ penny được rồi thì tại cái thời điểm ngày 10 tháng năm hùng nhận diện thấy là cái dòng tiền nó bắt đầu có cái sự xoay chuyển và chính vì thời điểm đó chúng ta mới phân tích khuyến nghị đầu tư ở trên <laughs> trên cái nhóm ngành penny và <laughs> cái nhóm ngành penny là một cái nhóm ngành mà nó tăng rất nhanh và nó cũng giảm rất nhanh và cái biên lợi nhuận của nó thì rất là lớn chính vậy nên là uh, nó cũng không thể thiếu được và đã có lọc ra lựa chọn ra một số các cái mã cổ phiếu penny để phân tích cho các anh chị và tuần này thì phiên ngày hôm nay thì penny bị chốt uh, tương đối là mạnh đúng không xem nào cổ phiếu MBG <laughs> Nhìn chung thì trong tuần vừa qua MBG vẫn tăng khá là tốt Phía ngày hôm nay thì nó chốt về vùng 6 Theo quan điểm của Hùng thì MBG chốt này vẫn là nhẹ nhàng à, Tức là nó vẫn giữ được ở cái vùng khoảng vùng 59, 5, 58 đến khoảng vùng 6 Đây là cái vùng kỹ thuật khá là quan trọng Và kỳ vọng thì nó vẫn tiếp tục xây Nó vẫn tiếp tục xây ở vùng này Và target kỹ thuật thì chúng ta vẫn đưa lên ở khoảng vùng 6.6 đến khoảng vùng 7 ở nhịp này Uh, tuần này thì nó lên được khoảng vùng 6 à đây này tuần này hình như cũng lên được gần 6.6 rồi à, tuần này đạt được vùng 6.6 rồi đó tức là nó cũng đã đạt được một phần cái target kỹ thuật trong trong phân tích đầu tư uh, chỉnh cung này khá là nhẹ nhàng nhìn về mặt xu hướng thì khả năng tuần tới pen sẽ có thêm một đến hai nhịp nhú nữa rồi sau đó tích lũy chỉnh nền sau đó chúng ta sẽ đi phân tích thêm Cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu MST. À, trong tuần thì các anh chị nhìn thấy đây ạ. MST à, sau những cái vùng phân tích ở vùng 45, 4, 46 thì MST đã chính thức là đạt được cái target mục tiêu 6 trên 6 và thậm chí là nó còn đánh về vùng tám và bắt đầu nó chỉnh cung. À, nhìn phiên hôm nay thì nó chỉnh cung tương đối là mạnh nên khả năng thì cái điểm chỉnh cung tuần tới nó sẽ lùi lại ở khoảng vùng 5,35. Uh, 5.35 đến khoảng vùng 5.5 ở uh, tích lũy thành công của nhịp này thì chúng ta sẽ tiếp tục uh, chúng ta đánh tiếp bởi vì uh, các anh chị nhìn thấy đây những cái mã cổ phiếu mùng đã chọn lọc lại thì uh, nó lịch sử tạo lập nó đã có những cái chen tuần rất là đẹp và ở đây thì nó MST nó cũng chỉ mới khởi nguyên một cái chân sóng thôi và với lực đánh hiện tại thì chúng ta hoàn toàn có thể tự tin MST sẽ đi những cái trang kỹ thuật rất là dài. HHS và SAM ở cổ phiếu HSS hàng Hoàng Huy thì nó cũng rất là hay và trong tuần này thì chính thức là Hoàng Huy cũng đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu đó là 5 trên 5. Và hiện tại thì sau khi đánh lên vùng 5 thì nó bắt đầu nó có cái cái, cái điểm chỉnh cung và rung lắc thì cái này nó hoàn toàn hợp lý thôi. Uh, rung lắc vùng 1 thì tuần tới cũng sẽ đánh giá tiếp ở vùng 9, 49 đến khoảng vùng 5 và cái điểm sâu hơn thì nó sẽ ở khoảng quanh vùng 46 đến vùng 7. Đây là vùng mà chúng ta sẽ uh, tiếp tục để canh thu gom thêm. À, Sam cũng như vậy, Sam thì uh, cái xu hướng đó sau cái vùng tích lũy ở vùng 57 đến vùng 6 thì Sam bắt đầu đánh đến vùng 7 cộng uh, Tích lũy trình nền ở quanh vùng 6 năm vùng 6.7 trong và hiện tại thì chúng ta đang hướng cái target kỹ thuật của Sam ở khoảng vùng 7.8 đến vùng 8 uh, Hiện tại thì nó đang lên được vùng 7.5 và nhìn về xu hướng kỹ thuật của Sam thì vẫn cơ bản ổn Chúng ta sẽ tiếp tục cầm uh, TTF và OGC Thì uh, TTF là nó nằm ở trong cái danh mục của cổ phiếu gỗ các anh chị và à, đối với TTF thì nó cũng đang có một hành trình tích lũy tương đối là dài đó những cái vùng uh, mua ở khoảng quanh vùng 46 47 ở đây và đối với TTF thường đã có phân tích cái vùng 4.2 đến vùng 4.6 là vùng tích lũy kỹ thuật của cổ phiếu này tuần này thì uh, TTF đã đánh lên vùng 5.2 và thậm chí là nó đánh lên được vùng 5.4 cộng và nó bắt đầu có một cái sự chỉnh cung uh, chỉnh nền ở đây thì cái cái này nó ra hoàn toàn là bình thường thôi và TTF sẽ có thể chỉnh về khoảng quanh vùng 5 đến khoảng vùng 5.1 5.2 đây và khi mà TTF tích lũy thành công và chỉnh nền thành công ở vùng này thì chúng ta sẽ tiếp tục thu gom Và bản thân thì uh, với quan điểm của Hùng thì TTF mà bây giờ nó cũng chỉ mới bắt đầu một cái khởi nguyên một cái chân sóng thôi OGC cũng là một mã cổ phiếu PEN uh, rất là hay và đến thời điểm hiện tại tuần này thì chính thức OGC cũng đạt market target kỳ vọng ở 9.4 Và phiên ngày hôm nay thì nó đang lấp lại một phần gap tăng ở mục tiêu ở trong nhịp này thì OGC sẽ đánh lên khoảng quanh vùng 1.5 đến vùng 12 và tuần tới ở trên cái con đường đi đó thì nó sẽ gì nó sẽ có cái sự rung lắc trở lại và cái sự rung lắc đó thì các anh chị chúng ta sẽ uh, chú ý ở vùng 8.8 đến kho đến khoảng vùng 8.6 khả năng nó sẽ rung lắc lại quanh đây và cái cách đi như vậy nó chỉnh cung ở đây và sau đó chúng ta lại tiếp tục thu gom để chúng ta ngắm lên những cái vùng target kỹ thuật ở quanh vùng 10.3, 11.5 và sau đó vùng 12 Cổ phiếu LIG và EVG LIG cũng là một mã cổ phiếu pen tương đối hay Ở tuần này thì về mặt kỹ thuật là LIG đã đạt mắc target 5.5 Đúng không ạ Bởi vì LIG đây, cái cách đánh của cổ phiếu này thì cũng đã xét đến những cái yếu tố tích lũy tạo nền LIG đã tích lũy tạo nền ở vùng 3.5 đến khoảng quanh vùng 37 rất là đẹp Và nhịp một thì nó đánh lên vùng 5 À, sau cái đánh vùng 5 thì nó tiếp tục tích lũy vùng 2 ở 4.3, 4.5 Ở vùng này chúng bắt đầu phân tích và chúng ta sẽ kéo cái target của nó lên vùng 5.5, vùng 6 Tuần này thì đạt 5.5 rồi à, Phiên ngày hôm nay thì nó cũng bị đạp tương đối là mạnh Nhìn cái cách đạp này như vậy là khả năng là cái biên nó sẽ phải lùi sâu hơn Tuần tới tuần tới thì sẽ ở khoảng quanh vùng 4.78 các anh chị nhé 4.78, 4.75 gì đó Khả năng là nó sẽ, sẽ, sẽ phải lùi lại quanh đây bởi vì PEN của ngày hôm nay nó đã bị chốt thì không phải chốt một phiên đâu, nó còn chốt khoảng 1 đến 2 phiên. Và sau đó, sau khi mà cổ phiếu nó uh, có cái sự cân bằng thì cái đó chúng ta mới có thể tính toán tiếp được các cái xu hướng tiếp theo. Ok, cổ phiếu PEN thì mình sẽ dành thời gian mình sẽ phân tích, giới thiệu cho các anh chị một số các mã cổ phiếu cơ bản như vậy thì các anh chị tham khảo thêm. Rồi, uh, bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào những cái nhóm ngành trụ lực của chúng ta uh, và chúng ta sẽ bắt đầu đi phân tích nhóm ngành điện. Uh, điện thì chúng ta có pc1 thì đối với pc1 ở trong tuần thì chúng ta thấy rằng ở đây vùng cản 30 đây là vùng cản kỹ thuật và pc1 uh, cũng đang có những cái manh muốn để nó đánh vượt thoát vùng cản kỹ thuật 30 uh, nhìn trên góc độ kỹ thuật thì cũng vẫn hoàn toàn kỳ vọng khả năng nhịp mạch pc1 sẽ đánh tiếp tục uh, sau khi hoàn thành vùng giá mục tiêu 30 thì khả chúng ta sẽ ngắm đến vùng 32 biên hồi kỹ thuật trong ngắn hạn ở vùng 27.5 đến vùng 28 vẫn uh, rất là ok cổ phiếu geg -E GEG thì trong cái nhịp phân tích ngắn ở đây chúng ta có nói vùng 15, 8 đến vùng 16 là hỗ trợ kỹ thuật và vùng cản kỹ thuật ở đây là vùng 17 Đến thời điểm hiện tại thì tuần này thì GEG cũng đã chính thức hoàn thành vụ giá mục tiêu 17 trên 17 Và sau khi nó hoàn thành vụ giá mục tiêu này thì nó đang có hai cây nến lấp Thì cái, cái quan điểm là vì đây là vùng kháng cự nên là cái xu hướng kỹ thuật là cổ phiếu sau khi nó kéo qua thì nó sẽ diện, nó sẽ lấp lại, chỉnh gáp, chỉnh nền lại đây thì vùng 16.7 sẽ là vùng mà chúng ta sẽ tiếp tục quan sát cái xu hướng kỹ thuật của GR. Uh, tích lũy thành công ở đây và lực cầu tiếp tục đẩy khoảng tầm từ 3 đến 4 triệu cổ phiếu trên một phiên và trong cái thế trận này, trong cái thế trận này thì ông Lê đang kỳ vọng là uh, GR sẽ đánh lên khoảng quanh mùng 19.5. gách uh, rất là tuyệt vời. Ở trong tuần vừa qua thì gách đã gọi là có những cái bước tiến thần kỳ đúng không anh chị và gách uh, sau khi mà gách hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 15.2 thì hùng có dự kiến là gách sẽ quay trở lại test lại vùng 17 đến vùng 15 nhưng gần như trong tuần thì gách đã kéo lên và nó test ở trên cả 15.2 đó trên cả 15.2 là cực kỳ khỏe cái đến ngày thứ năm và ngày thứ sáu thì cái tuần thì không có gì phải bàn cãi nữa rồi như vậy đến thời điểm hiện tại là gách đã hoàn thành mắc target 17 trên 17 và có thể tuần tới thì nó sẽ kéo lên vùng 18 và nó test cung nhẹ lại vùng 7 ở ờ, trong một cái kịch bản lạc quan ờ, trong một kịch bản lạc quan đó là gì đó là gách sẽ có xây xây nền xây nền tích lũy ở khoảng quanh vùng 16.2 đến khoảng vùng 16.5 đây là kịch bản lạc quan ờ, nó sẽ xây ở vùng này và tích lũy thành công tích lũy thành công ở trên cái biên này thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục có thể có có thể là nâng được cái target kỹ thuật của gách lên bởi vì gần như gách đã thoát hết cái vùng cản rồi và tích lũy thành công ở vùng đó thì bây giờ gách sẽ đánh lên khoảng quanh vùng 19.5 đến khoảng vùng 20, quanh vùng 19. 19.5 là hợp lý các anh chị nhá. Thì cái kịch bản này thì cũng sẽ phân tích thêm. ờ à, POVKF vẫn miệt mài công cản nhỉ. Ok, POVKF vẫn miệt mài công cản. POVKF cặp cản 14, đồng thời thì có cái cản 13.5, 13.7 đây thì hiện tại là POVKF đang tích lũy ở trong cái vùng cản Uh, nhìn về yếu tố kỹ thuật thì khả năng tuần tới, tuần tới thì nó vẫn tiếp tục đi ở cái biên này và sau khi mà nó có các cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo, ví dụ như nó đánh vượt thoát vùng 14 thì khi đó chúng ta sẽ ta target hoặc trong trường hợp nếu như mà xuất hiện một cây nến đỏ như thế này thì các anh chị chốt bớt bởi vì uh, như vậy là PO kép hết động lực đi và như vậy rất có khả năng khi mà cây nến đỏ để xuất hiện thì uh, cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 12.5, 12.6, 12.7 ở đây sẽ là vùng mà thu gom, vậy ta chốt được thế này thì xuống thế này chúng ta thu gom đúng anh chị. Uh, chúng ta cố gắng đánh cổ phiếu nó mềm mại uh, nhịp nhàng một tí đó ở uh, TV2 hiện tại ở trong tuần này thì như có phân tích định hướng ở đây chúng ta có vùng ở kỹ thuật 28.5 đến vùng 29 và uh, đồng thời thì nó cũng có cái vùng cản ở đây đúng không ạ vùng cản kỹ thuật ở đây đó là vùng 30 đến khoảng vùng 31 ở đây anh chị này thì tuần này là uh, cổ phiếu TV2 tiếp tục công cản và nhìn cái cách đi như này thì bây giờ chúng ta chưa thể phán đoán được tức là vận năng ok cái câu chuyện là nếu như chúng ta cầm cổ phiếu chúng ta vẫn tiếp tục cầm đó, trong trường hợp nó bứt cản 31 thì chúng ta sẽ ngắm lên vùng hỗ trợ kỹ thuật à vùng kháng cự ở đây 33 vùng 34 ở à, trong trường hợp test lại nền ở đây thì chúng ta quan sát à, trường hợp test nền mà ok ổn thì ăn thêm một tí nhưng mà thủng cái nền ở đây thì như vậy là chúng ta sẽ chốt và chúng ta hạ tỷ trọng cổ phiếu bởi vì khi đó thì à, chúng ta bằng lòng với cái mark target mà TV2 đạt được ở khoảng quanh vùng 30 đến khoảng vùng 31 BCG hôm nay hình như có một cây nến rút chân, à không rút chân được, hơi tiếc, có đoạn rút chân rồi nhưng mà lại không lên được. Thì nhìn chung về trên trạc kỹ thuật tuần thì BCG cũng vẫn có một tuần giao dịch rất là thành công đúng không anh chị? Ở vùng 89 đến vùng 9.1 ở trong tuần vừa qua thì ở tuần cũ thì nó diện nó đã break được cái vùng 9.1 ở đây và tuần này thì nó tiếp đà à, test thành công ở trên vùng 9.1 và nó có cây nến à, kéo xanh tím, nó xanh tím và sau cây nến đó thì nó đang có hai cây nến trả cung lại quanh vùng 9.5. Như vậy nhìn ở trên góc độ kỹ thuật thì khả năng là tuần tới nó sẽ tiếp tục làm việc ở quanh vùng 9.5 Kỳ vọng là vùng 9.5 không thủng đó, Vùng 9.5 không thủng và tiếp tục neo được ở vùng này khoảng 1-2 cây nến Và cái xu hướng kỹ thuật thì cũng đang kỳ vọng nhịp này nó sẽ công về vùng 10.2 Và đối với BCG thì nó cũng đang khởi nguyên một chân sóng thôi và khi bay được cái vùng 10.2 rồi thì khi đó chúng ta sẽ có Nhiều cái câu chuyện để mà Nói đến cổ phiếu ở Sau khi mà nó thực hiện nó thực hiện thành công cái nhịp đó thì sẽ có rất nhiều câu chuyện ở đằng sau đó. Ok, cổ phiếu điện thì chúng ta sẽ dừng lại đó. À, tiếp theo, nhóm ngành Viettel thì cũng sẽ phân tích cho các anh chị mã cổ phiếu VGI. Phiên ngày hôm nay kéo khá là sung nhưng cuối phiên lại lại xịt. Đấy, hôm nay là lên được 24.5 rồi. Đó, VGI đến anh chị và à, đối với cổ phiếu này đây ở ừ, đối với VGI thì chúng ta cũng đã có một hành trình tương đối dài vùng 20.5 vùng 21 đưa lên target 23 rồi bây giờ hiện tại là chúng ta đưa target lên vùng 24.23.5 à, đến vùng 24.phiên ngày hôm nay thì có công lên được vùng 24 cộng đây thì nó cũng bị gặp dớp đây này đó thì để tuần tới thì chúng ta sẽ phân tích tiếp. À, tuy nhiên ở trong cái thời điểm hiện tại thì cái lực cầu đánh tức là cái dòng tiền đánh vào cổ phiếu VGI nó cũng đang khá là tốt rồi nên là À, với cái sự tốt như vậy thì mình kỳ vọng là sẽ xuất hiện một cái cây nến tuần nó sẽ vượt thoát cái vùng 24 cộng ở đây Và khi cây nến tuần này vượt thoát thì uh, chúng ta sẽ ngắm target kỹ thuật tiếp theo uh, của VGI nó sẽ rơi vào khoảng quanh vùng 26 uh, CTR sau khi mà gặp cái tảng đá thì CTR tuần này đang rất là ổn rồi và nó bắt đầu công qua tảng đá Vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 69 đến vùng 70 nó đã test tích lũy Uh, rất là thành công. Đó, vùng 693. Đó, nói chung là vùng vùng 693 nó đã test tích lũy thành công ở khoảng hai tuần vừa qua. Và tuần này thì xuất hiện một cây nến đè và cây nến này là test lại ở trên vùng 72 cộng và rút chân lên đóng cửa gần như ở vùng cao nhất ở 73.5. Ờ uh, điều này cho thấy rằng là đội long đã thắng tuyệt đối ở trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay và như vậy chúng ta sẽ hướng target kỹ thuật lên vùng 75 đến vùng 76. À, nhóm ngành tiếp theo thì chúng ta sẽ đi phân tích nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp Thì đối với bất động sản khu công nghiệp như Hùng đó có định hướng từ tận uh, quý 4 năm 2022 Đây sẽ là một nhóm ngành mà chúng ta sẽ theo sát và chúng ta sẽ đánh uh, suốt cái chiều dài thời gian ở trong năm 2023 Bởi vì uh, uh, cái xu hướng của nó uh, rất là ok uh, về mặt định hướng, về mặt vĩ mô <laughs> thì đầu tiên, chúng ta đã nói về KBC. Về mặt lý thuyết là tuần này KBC đã đạt mark target 28 trên 28 và nó có ba cây nến test lại vùng 27.5. Biên 27.5 đến biên 28 đã trở thành một cái vùng đệm kỹ thuật cực kỳ hay cho cổ phiếu KBC ở trong tuần vừa qua. Và như vậy, với xu hướng này thì cũng tiếp tục nâng kỳ vọng với target kỹ thuật của KBC lên vùng 29.5 đến khoảng vùng 30. ITA, ITA là một mã cổ phiếu mà như có phân tích định hướng thì bây giờ nó mới bắt đầu khởi nguyên một chân sóng và trong cái tính tạo lập của cổ phiếu này các anh chị lưu ý này <laughs> để phân tích cho anh chị kỹ này, à, đây là một cái nhịp mà tạo lập người ta gì ạ, người bạn người ta bắt đầu kéo tạo lập người ta bắt đầu kéo và sau cái nhịp kéo đó thì tạo lập người ta sẽ bắt đầu rũ một cái nhịp và nó rũ hết sạch luôn nó rũ sạch nhà đầu tư có thể là nó sẽ rũ sạch về nền nhưng mà nhịp này nó vẫn còn happy chán nó rũ nó rũ chỉ rũ 50 phần trăm thôi thì đây cũng là một cái nhịp đây cũng là một cái nhịp một mà tạo lập bắt đầu đánh này và bắt đầu với nhịp hai tạo lập họ bắt đầu đánh thì cái nhịp này á các anh chị lưu ý là vùng 5.15 theo quan điểm của hùng thì tuần tới 5.15 đến khoảng vùng 5.3 đây là vùng mà diện cổ phiếu ITA sẽ rũ về và khi nó rũ về đây thì chúng ta sẽ canh để mà mua. Đó, nhịp này thì cứ bình tĩnh từ từ bởi vì ITA dòng tiền lớn nó cũng bắt đầu nó vào rồi. Và khi dòng tiền lớn bắt đầu vào thì chúng ta phải canh những cái phiên mà họ đạp thì chúng ta mua thêm. Uh, SSC là một mã cổ phiếu cũng rất là hay và về mặt kỹ thuật thì tuần này thì SSC cũng bắt đầu đi vào cái vùng cả kỹ thuật ở đây, đó là vùng 36 đến khoảng vùng 37. Hơi tiếc cái nến ngày hôm nay một tí. Nếu như cây nến tuần của ngày hôm nay mà SSC mà đánh bung được vùng 30, 37 cộng thì như vậy tuần tới nó sẽ rất là đẹp Rất là đẹp các anh chị à, Nhìn về mặt ý đồ thì kỳ vọng là vùng 35.3 nó sẽ test tư lý thành công và nhịp này thì chúng ta sẽ tiếp tục à, Tiếp tục Dự phóng cái target kỹ thuật là sẽ break vùng 37 và hướng lên cái vùng cảnh kỹ thuật 40 đến khoảng quanh vùng 42 Cổ phiếu IDC IDC <laughs> à, ở đây các anh chị này IDC thì à, đây, IDC ở đây thì um, chúng ta cũng đã có một cái hành trình phân tích khá là dài từ vùng 37.5 đến khoảng vùng 38. À về tín hiệu tuần này thì IDC gần như là IDC đi ngang bởi vì sao? Bởi vì ở đây nó gặp cái cản 43. Và về mặt kỹ thuật thì nó cũng tích lũy rất thành công ở vùng 40.7 đến khoảng vùng 41 và đây là một trong những cái tín hiệu kỹ thuật mà IDC uh, con này thì nó thường thường nó đi sẽ đi chậm ở cái giai đoạn đầu và sau đó thì nó mới chạy được nước rút. Đó, cái đoạn này là nó bắt đầu nó chạy nước rút này thì nó phải đi rất chậm cái giai đoạn đầu và cái đoạn này như vậy thì các anh chị cứ yên tâm chúng ta sẽ tích lũy cổ phiếu từ từ tuần tới thì khả năng nó sẽ công lên vùng 4344 và sau đó thì nó lại chỉnh cung nhẹ cái cách đi của cổ phiếu này như vậy nó nó xây từ từ và sau khi nó xây đủ nền nó đủ lớn rồi thì khi đó nó mới có những bước chạy nó thần tốc hơn VGC quá đẹp luôn ăn cổ tức vừa ăn cổ tức lại vừa cái gì đây lại vừa ăn cổ tức và giá bây giờ chuẩn bị đánh lên vùng 4344 rồi đó thì đối với VGC đúng không trong những cái nhịp ở vùng 31 32 các anh chị đã vì nó chia này đó vì nó chia đây Hùng ghi rất rõ này chia 1.000 cổ phiếu nên là cái vùng phân tích kỹ thuật ở vùng 30 tức là cái cản kỹ thuật đó ở vùng 38 38.5 thì bây giờ nó sẽ thành ở 37 7.5 đó là lý do vì sao mà tuần trước tại sao ông người bảo nói là cản 38.5 thì bây giờ chúng ta sẽ nói là gì cản 37.5 thì tuần này là nó đã bứt được cái cản 37.5 và lực đi cực kỳ là happy luôn với cách đi như này thì các anh chị lưu ý vùng 43 sau chia là vùng cản ngắn thì như vậy là nếu như mà nó có hưng phấn thì nó sẽ kéo được lên khoảng vùng 44 và sau đó thì nó bắt đầu nó có một cái nhịp test công trình nền lại ở đây và cái nhịp test công trình nền này đó thì về mặt kênh xu hướng anh chị nếu nếu chúng ta tính về kênh xu hướng tức là nó sẽ chỉnh cung kỹ thuật lại khoảng quanh vùng 40 đó ổn định ở vùng này rồi sau đó thì lực cầu mà nó đi vào thì ví dụ quanh vùng 40 chúng ta tốt tác để chúng ta mua tiếp đó với mục tiêu lần thứ hai công cản 43 44 và có thể ngắm lên những cái vùng hỗ trợ ở à, vùng kháng cự kỹ thuật cao hơn cổ phiếu DTD DTD là một mã rất hay cũng được phân tích khuyến nghị đầu tư và đến thời điểm hiện tại chúng ta xem nào à, đấy tức là gì tuần này tức là trong cái phân tích kỹ thuật mùng có nói ở đây đó là khi mà DTD mà à, vượt thoát vùng 30 thì chúng ta có thể táp nước theo mưa đại loại như thế tức là vì chúng ta có vị thế và cái target kỹ thuật ở vùng 34 thì gần như tuần này nó đánh lên được đến khoảng vùng 33.5 0.5 like nữa thì nó sẽ gì nó sẽ lên được cái vùng này à, tuy nhiên cái cây nến cây nến chốt này cây nến chốt ở đây là nó chốt khá mạnh tức là nó gãy mất cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 31 ở đây nên đây có thể là giai đoạn mà diện tạo lập họ phân phối như vùng nào có phân tích ở đấy thì lên đến vùng 34 thì nó chỉnh cung như vậy thì cái 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 góc độ kỹ thuật ở đây cái đồng kỹ thuật ở đây thì khả năng tuần tới nếu như mà đẹp đẹp thì nó lại quay lại vùng 28 còn điểm sâu hơn nhưng có phân tích ở đây đó là vùng 25.3 đến khoảng vùng 26 tiếp xem tiếp nào tiếp thì nó cũng mới chỉ là khởi nguyên của một cái chân sóng thôi và tiếp cũng đã có một cái hành trình tăng khá là tốt từ vùng 16 và lên đến tận vùng 22 22 và hiện tại thì kháng cự 22 ở tuần này thì tiếp vẫn chưa thể vượt thoát qua. Tuy nhiên thì như đó có đề đề cập đến là vùng 20.5 20.8 của tiếp thì nó đánh uh, nó đang giữ tương đối là tốt và với cái khả năng giữ về mặt tạo lập như thế này thì cũng sẽ kỳ vọng là tip sẽ đánh vượt vùng 22. Đó, trên chặt cái thuật tuần thì tip nó chỉ mới 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 gọi là mới vào một cái một 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 cái phân kỳ tăng ngắn ở đây thôi. Còn khi mà nó đã vào những cái sóng tăng rất là dài thì tiếp cũng là một trong những cái mã cổ phiếu mà cái tính tạo lập của nó cực kỳ tốt. Nó đánh nhịp này từ vùng 10 và lên đến tận vùng 40. Các anh chị 40 nó mới hết sóng nó mới rũ một phát này và từ 40 thì nó lại tiếp tục kéo lên 50 tức là nó kéo lên khoảng tầm biên 25% nữa nó mới chết. Thì nhịp này cũng như vậy, tiếp cũng là một mã cổ phiếu khá là ok trong bất động sản công nghiệp. cổ phiếu D2D D2D cũng rất là ổn nhưng có phân tích ở đây thì D2D bắt đầu nó có một cái đỡ dần đỡ dần và hiện tại ở trong tuần này thì D2D cũng bắt đầu uh, có những cái tín hiệu kỹ thuật uh, công lên vùng 27.6 đến vùng 28 nó sẽ tích lũy và dự báo vùng này tích lũy thành công thì chúng ta sẽ ngắm lên cái vùng cản kỹ thuật ở đây là vùng 30 tức là nó sẽ ánh từ vùng 26.5 lên khoảng quanh vùng 30 cổ phiếu VC2 như có nói và chia sẻ đó là gì VC2 thì các anh chị khô máu bắt buộc phải khô máu ở trong phiên giao dịch ngày thứ hai tức là đặt giá trần và cận trần thì trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì nó đánh trần nhưng mà trước khi nó đánh trần thì nó vẫn có cái vùng giá 11 đến vùng 11.4 và hiện tại thì VC2 cũng đã chính thức hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 15 trên 15 ở cái đến ngày hôm nay thì cái đến ngày hôm qua thì nó rũ này và cây đến ngày hôm nay thì nhìn về cái cách tạo lập nó đi như này là khá là tốt à, tức là Uh, tạo lập họ giữ khá là tốt ở vùng 12.5 đến khoảng vùng 13 như vậy thì uh, trong tuần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục uh, đánh giá phân tích thêm uh, cái xu hướng uh, tạo lập của vùng này có thể là các anh chị sẽ thu gom thêm bởi vì sao bởi vì vc 2 nó cũng chỉ mới à vc 2 nó chỉ mới là khởi nguyên của một chân sóng thôi đấy các anh chị nhìn đây uh, về mặt tính tạo lập của nó nó kéo từ uh, đâu đó ở vùng chúng ta tính vùng 10 đi và nó kéo lên tận vùng 55 thì bây giờ nó chỉ mới thôi, mới chớm thôi nên là chúng ta vẫn tiếp tục uh, theo dõi sát sao cái tín hiệu chỉnh cung, chỉnh nền để mà dạ, tiếp tục thu gom thêm. Uh, trong trường hợp mà nó tích lũy thành công ở vùng này thì chúng ta sẽ tiếp tục nâng cái target kỹ thuật đầu lên khoảng quanh vùng 20 như vậy từ uh, từ 14 mà lên đến vùng 20 là 6 600 chia cho 14 tức là nó khoảng tầm 42%. ở nhìn một khúc ngắn ngắn như thế này thì thôi nhưng mà anh chị 42% đấy nên là chúng ta lưu ý. Ok, uh, bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang nhóm ngành xây lắp Thì trong tuần vừa qua, gần như nhóm ngành xây lắp cũng đã có bất động sản dẫn cư ấy. Nó cũng đã có một cái tuần giao dịch tương đối là tốt Và rất nhiều các mã cổ phiếu gần như đã đạt được cái mắc uh, mark target tuần mà chúng ta kỳ vọng ở uh, Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi phân tích sell Sell thì ở đây vẫn như vậy thôi Sell chúng ta có mark target 28 trên 28 Tuần này thì suy soát đạt là nó đạt được đến vùng 20 thế các anh chị này cây nến này là đạt 28 trên 28 luôn tức là như vậy là nó đã gì ạ nó đã hoàn thành vùng giá mục tiêu như đã định và sau khi hoàn thành vùng giá mục tiêu thì nó tiếp tục tích lũy ở quanh vùng 27 nhìn cách đi này khá đẹp nên là cái câu chuyện ở đây là sell thì ở chúng ta vẫn tiếp tục đạt cái mục tiêu và công 28 tiếp và trong trường hợp mà nó đè được vùng 28 thì nhịp này cũng đang ngắm cái target kỹ thuật của sell lên khoảng quanh vùng 30 khỏe hơn thì sẽ vùng 33 35 nhưng cái vùng 33 35 thì chúng ta sẽ chờ thêm bởi vì sau khi nó phải đè được cái vùng 30 cộng thì khi đó chúng ta mới tiếp tục uh, phân tích cổ phiếu DG như đã phân tích ở đây DG mà trong cái nhịp này nó chỉnh cung mà không thủng cái vùng ở đây đó là vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 20 thì chúng ta vẫn bảo lưu quan điểm kỹ thuật đó là đánh lên vùng 22 đến khoảng vùng 23. Phiên ngày hôm nay thì suy soát lên được đến vùng 20 mấy đây ta, 22.6, cách 0.4 nữa là đạt 23. Với cách đi của DG như vậy thì chúng ta vẫn hoàn toàn có khả thi các anh chị, khả thi đấy. Nhìn cách đi này là khả thi như vậy là tuần tuần giao dịch tiếp theo thì chúng sẽ uh, sẽ xem cái cái xu hướng ở vùng 21.5 đến khoảng quanh vùng 22. Khả năng nếu như mà DG mà tích lũy thành công được ở cái biên uh, biên kỹ thuật này. Thì như vậy là chúng ta bởi vì là lên đến đây là vùng kháng cự thì nó sẽ có cái sự rung lắc và sau cái sự rung lắc đó, đó thậm chí là cái sự rung lắc đó nó có thể chỉnh cung về khoảng quanh vùng đây là quanh vùng 21 này. Rồi à, tích lũy thành công thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục ngắm lên khoảng vùng 24 đến vùng 25 à, Đầu tiên sẽ ngắm tiếp vùng 23 Và bứt được 23 thì ngắm lên vùng 24-25 à, Cổ phiếu đất xanh cũng khá là ok <laughs> Nhìn về đất xanh ở đây thì tuần này thì đất xanh cũng đã chính thức bứt cản 15 trên 15 à, Cái đến ngày hôm nay thì hơi tiếc nuối một tí à, Tăng nhưng mà không giữ được cái vùng cao nhất Nên khả năng ở trong tuần tới thì nó sẽ có cái sự rung lắc à, Cái biên rung lắc kỳ vọng Cái biên rung lắc kỳ vọng ở đây đó là vùng 14 là vùng 15 đến vùng bảy tức là cổ phiếu đất xanh sẽ tích lũy ở quanh biên bảy đến biên 15 tích lũy thành công ở vùng này lực kéo tiếp tục xuất hiện kéo lên thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục ngắm cái tác kỹ thuật của cổ phiếu này ở khoảng quanh vùng 16 HDG trong tuần cũng giao dịch rất là tốt và về bản chất kỹ thuật thì HDG trong tuần cũng đã gì bứt cản kỹ thuật 36.5 và nó đang có những cái phiên sideways ở quanh cái vùng này. À, đồng thời thì sau đó thì nó có vùng 358 cũng à, test tương đối là thành công. Đó, đây là những cái nền test rất là thành công đối với cổ phiếu DI um, HDG. Và với góc độ kỹ thuật như vậy á, thì chúng ta hoàn toàn thể nhịp này, chúng ta sẽ ngắm lên cái vùng cản kỹ thuật 39 đến khoảng vùng 40 của cổ phiếu là hợp lý. Uh, tuần tới thì khả năng những cái biên test kỹ thuật của nó nó vẫn nó vẫn có những cái điểm test lại ở khoảng quanh như vùng này trước khi mà cái lực cầu tiếp tục đẩy vào. Cổ phiếu HDC, HDC thì cũng khá là tốt ở trong tuần vừa qua đúng không anh chị, nó kéo bắt đầu vượt thoát từ vùng 34 34.4 và đến thời điểm hiện tại thì nó cũng đã bứt được cái vùng cản 36 và nó kéo vượt vùng 36 và sau đó thì nó test cung. Thì cách thức vận động thì cũng đã có chia sẻ rồi, cổ phiếu thường có một là nó sẽ kéo ở xuống ở ở dưới vùng cản và nó test lại và hoặc là nó kéo qua cản và nó test trên cản thì đây là ba cây nến test trên cản rất là đẹp ờ, nhìn về phiên ngày hôm nay thì nó cũng khá là khó để mà phán đoán thêm cái xu hướng ở trong tuần tới vì vậy nên là chúng ta sẽ cần thêm một đến hai cây nến của phiên ngày thứ hai ngày thứ ba để chúng ta kiểm tra xem ở cái vùng 36 này hoặc thậm chí là có rơ lắc ở dưới vùng ba họ một tí xem là cái điểm tích lũy này thành công thì khi đó chúng ta sẽ tiếp tục đẩy cái target kỹ thuật của Uh, cổ phiếu HDC về khoảng quanh vùng 38 đến khoảng vùng 39 ở đây các anh chị. 38 39 ở đây. Đó, đây là vùng cản kỹ thuật của cổ phiếu. Nam Long Nam Long nhìn chung thì động lực trong ngắn hạn hơi yếu 31 31.3 vẫn là vùng hỗ trợ kỹ thuật uh, tuần này thì nó có kéo lên được ở đây này uh, cái cản ở đây như vậy vô hình dung thì bây giờ nó sẽ va lại cái vùng uh, cản ngắn ở đây là vùng 33 đó rồi khả năng thì nó lại có một hai cây nến đấy cây nến ngày hôm nay chính là cây nến đạp lại uh, test lại quanh vùng 32 hai uh, ngắn hạn thì chúng ta sẽ như vậy thôi bởi vì cái tín hiệu đường MACD của Nam Long hiện tại thì nó cũng đang khá là xấu nhà từ liêm nhà từ liêm nhìn chung thì uh, cái cản ở đây là cản 24 tuần này thì nó tiếp tục công cản 24 và cản này thì công chưa thành À, nhìn về mặt ý đồ tạo lập ở đây thì như cũng có phân tích ở đây này thì nhà từ liêm nó vẫn tạo được một cái phân kỳ tăng đó, nó vẫn tạo được một phân kỳ tăng và hiện tại thì nó bắt đầu bị rơi ra sau cái nhịp rơi đó sau cái nhịp rơi đó thì như vậy là nó sẽ đón lại tuần tới nó sẽ đón lại vùng 23 hoặc là cái điểm sâu hơn sẽ là vùng 22 đến khoảng vùng 22.5 ở đây chúng ta để đánh giá thêm cái khả năng tích lũy chiều tải ở cổ phiếu ở đây trong trường hợp mà giữ được thì các anh chị vẫn còn cầm vị thế còn trong trường hợp phá 22 thì chúng ta lưu ý bán bớt Uh, KDH tuần này cũng đã gần như đã đạt mắc target 30.5 trên vùng 30.5 trên cái nhịp độ mà cũng có phân tích ở đây 30.5 đến vùng 31 đã khuyến nghị các anh chị rồi vùng này nếu mà có lên đến đây thì canh mà chốt và đây là ba cây nến mà gì ạ cổ phiếu bắt đầu bị chốt uh, với lực chốt như này thì khả năng tuần tới sẽ ngắm lại vùng 28 uh, 29 điểm sâu hơn sẽ là vùng 28.5 tức là nó sẽ uh, quay trở lại cái vùng hỗ trợ kỹ thuật này. đạt phương Đạt phương thì nhìn tín hiệu tuần thì vẫn là tốt bởi vì đạt phương vẫn ghi nhận mức tăng 1.000 nếu mà chúng ta ghi nhận ở trên đến tuần thì ở đây ở xu hướng đạt phương đạt phương sẽ công vùng cản kỹ thuật 33 và tuần này thì nó vượt lên được vùng 33 nên là chúng ta sẽ ngắm lên cái vùng vùng cản tiếp theo của nó đó là ở vùng 35 35.5 đến khoảng vùng 36 hai phiên tiệm cận về vùng 35, tuy nhiên lực cầu không đủ, chính vậy nên là gì Xu hướng nó tiếp tục quay trở lại và khả năng thì tuần tới đạt phương sẽ quay trở lại vùng 33. Thì như vậy thôi, nói chung lấy cái vùng kháng cự thì anh chị canh mà chốt vùng hỗ trợ thì chúng ta canh mà mua. Phân tích các mã cổ phiếu pen trong cái nhóm này gồm có mã thằng HQC thì trong ngắn hạn chúng ta thấy rằng là HQC sau khi mà đạt được cái cả năm thì nó bắt đầu chỉnh cung và hiện tại thì nó đang hình thành được một cái biên 4.35 đến 4.54. Đây là biên tích lũy và chúng ta vẫn phải chờ đợi thôi. À, đây là những cây nến mà HQC đi sideways, Thì tùy trong trường hợp nếu như vẫn giữ được ở trên cái vùng này thì chúng ta cầm. Còn trong trường hợp mà nó bị phá vỡ thì chúng ta sẽ chốt bớt đi. Bởi vì bây giờ đến thời điểm hiện tại thì cái cả năm này nó chưa đánh được. Và cái tín hiệu đường MACD nó đi như thế này, nó đi không rõ sóng thì cổ phiếu nó khó để mà có cơ hội bứt phá mạnh cổ phiếu LDG thanh tra thanh trẻ tuy nhiên thì đối với con này thì cũng thấy rằng là tạo lập người ta vẫn giữ được tốt à kỳ lạ ta. À, tại sao lại giữ được tốt tức là vùng 4 đến vùng 4.2 vẫn không gãy. À, khởi tố rồi bắt tạm giam hay là cái gì đấy nó vẫn không gãy thậm chí lực cầu nó còn đột biến. À, và sau đó thì nó lại tiếp tục va vùng cản 4.8 đến vùng 5 à vẫn, vẫn 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 như thường tức là cái hoạt động mà cảm giác như là đội đánh nó vẫn nó vẫn quay cổ phiếu như thường nó và có thể là lên đến vùng đó thì nó lại chỉnh cung lại ở đây rồi nó lại chắc là vùng sideways này còn đi ngang DRH thì phía nay chính thức mới bị chốt hai cây chốt lên được đến vùng 7 nói chung là nhịp này nó kéo hơi hơi, hơi, hơi sâu ấy. kéo hơi kinh Ờ à, DRH như thế này đó kỳ vọng là chốt đi em chốt mạnh mẽ vào chốt mạnh mẽ vào nếu mà về lại được vùng 5.2 5.3 thì để anh gom đúng không ạ tốt nữa thì vùng 4.8 đến vùng 5. Nói chung cái con DRH này nó đánh rất hay, cứ một nhịp khoảng tầm 10 10 đến 15% nhẹ nhàng. Và từ năm 2023 đến bây giờ là một nhịp, hai nhịp, ba nhịp, bốn nhịp. Nhịp này xịt, nhịp này thì kỳ vọng hơi sâu, hôm nó đánh về vùng 5.2 không mua được. Nói chung tùy thôi, xu hướng đầu tiên thì nó đạp về vùng 5 về 6 đã, bởi vì sau khi bật rắc cản 6 thì nó sẽ test quanh 6. Và trong trường hợp thùng 6 thì khi đó mới có vùng giá thế này chứ còn nếu không thì không có đâu. Ok nhóm này sẽ lắp thì chúng ta sẽ dừng lại đó chúng ta sẽ bắt đầu đi phân tích sang cái nhóm ảnh tiếp theo đó là nhóm ảnh thép gồm mã cổ phiếu HPG thì nhìn chung ở đây HPG thì có một cái phân tích chia sẻ cũng khá là dài rồi vùng 22 đến vùng 2.5 đó là vùng cản kỹ thuật của cổ phiếu đồng thời thì trong cái giai đoạn vừa qua nó cũng có vùng hỗ trợ 19.8 đến vùng 20 ở trong tuần này ở trong tuần này thì như vậy là hòa phát theo như phân tích thì chúng ta nói rồi nó sẽ tiếp tục diện quay trở lại để kiểm tra cái vùng hỗ trợ thuật vùng 20 và tuần này thì cũng rất may là nó test thành công vùng 20 và nó có hai cây nến kết tuần thì nó đang bứt thoát lên khỏi được cái diện bứt thoát lên khỏi được cái vùng 21.5 1.5 <laughs> nhìn về mặt ý đồ thì khả năng là tốt đấy lực cầu tốt và cái tín hiệu MACD nó bắt đầu có cái tín hiệu chuyển cung lên ở chính vậy nên tuần tới thì khả năng sẽ hướng về vùng cản 22 đến khoảng vùng 2.5 Nam Kim phiên ngày hôm nay cũng hơi tiếc là không đóng cửa được vùng cao nhất nhưng mà với tín hiệu của Nam Kim đó lực cầu bắt đầu bắt tốt lại ở trong vùng này ở trong tuần này thì như có phân tích chia sẻ đó là gì Nam Kim sang tuần mới thì nó sẽ có xu hướng test lại vùng 14 6 đến vùng 15 và các anh chị nhìn thấy cây nến ở ngày thứ hai thì Nam Kim test khá sát đến cái vùng vùng uh, vùng vùng 14 6 14 6 ở đây và sau đó rút chân lên đồng thời thì tuần này thì như vậy Nam Kim cũng đã bứt được cái cản 15 6 như vậy là khá là ok và với tín hiệu này của Nam Kim thì như vậy tuần tới các anh chị sẽ uh, ngắm cái vùng ngã kỹ thuật của nó lên ở khoảng vùng 16.5 khỏe hơn thì nó sẽ lên được vùng 17 nhưng mà uh, trước mắt thì chúng ta cứ ngắm ngắm ở qua vùng 16.5 đã Uh, tín hiệu của hoa sen <laughs> hoa sen thì như có phân tích ở đây thì hoa sen sẽ tiếp tục diện test lại cái vùng cản uh, vùng hỗ trợ kỹ thuật 15 15 3 tín hiệu hoa sen thì cũng chưa đẹp lắm nhìn thế này nó hồi lên nhưng mà nếu mà có hồi thì cũng sẽ hồi được lại quanh vùng 16 thôi và nó lại quay lại nó chỉnh cung còn uh, nếu mà nhìn ở một góc độ rộng ra thì chúng ta đã thấy rằng là hoa sen thì chúng ta cũng đã phân tích được mắc cái target kỹ thuật ở vùng 16.5 đồng thời thì trong ngắn hạn thì nó cũng đang uh, có cái vùng 14 14.3 đó là vùng hỗ trợ kỹ thuật. Uh, cổ phiếu VGS <laughs> Nhìn về mặt ý đồ thì như đã có trình bày trong bản tin tuần trước đây Đó là vùng 14, 14.5 nó tích lũy thành công Thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục ở hướng cái vùng cản kỹ thuật của nó lên vùng 18 Tuần này thì nó đi được lên đến khoảng quanh vùng 17 Thì nó bắt đầu có những cái thời điểm chỉnh cung Và với quan điểm kỹ thuật thì tín hiệu chỉnh cung này là tín hiệu đẹp Nó nó test lại ở đây Tuần tới thì khả năng thì nó sẽ xây thành công ở khoảng quanh vùng quanh vùng 15.5 Thì khi đó chúng ta sẽ tiếp tục ngắm các cái vùng cản kỹ thuật của nó lên vùng 18 Uh, TVN, TVN là một định hướng đánh dài và đến thời điểm hiện tại thì uh, sau những điểm mà chúng ta gom ở vùng 5.5 đến khoảng vùng 5.7 đây và thậm chí có những điểm thấp hơn. Thì cái vùng chỉ cung này chúng ta gom và hiện tại thì nó bắt đầu đánh được lên vùng 6.3, 6.5, 6.3, 6.5 là vùng cản và vì vùng cản nên nó sẽ phải tích lũy lại ở quanh vùng 6. Tích lũy thành công ở vùng 6 thì chúng ta sẽ tiếp tục ngắm lên cái vùng cản tiếp theo là vùng 6.7 đến khoảng vùng 7 ở đây và khi mà nó 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 bay được cái vùng này thì khi đó chúng ta mới bắt đầu tính toán một cái target nó dài hơi hơn, còn đây chỉ mới là đang là một cái giai đoạn tích lũy thôi. Uh, TLH TLH cũng đã có một uh, cái nhịp tích lũy và bứt thoát lên khá là tốt. Ở trong tuần này thì TLH đã bắt đầu tiệm cận đến vùng 8.7 vùng 9, đồng thời nó cũng có một cái vùng một kỹ thuật khá là hay ở quanh vùng 8.3. Thì nhìn về mặt ý đồ như thế này, nhìn về mặt ý đồ như thế này thì khả năng là gì? Nó sẽ tiếp tục uh, sideways, có thể nó sẽ tiếp tục sideways, nó có một vài các cái nhịp uh, Lắc lên lắc xuống và trên góc độ kỳ vọng thì chúng ta sẽ kỳ vọng là uh, Nó sẽ giữ được cái vùng hỗ trợ thuật ở đây đó là vùng uh, Vùng 8.3 Và nó bắt đầu xoay biên và break 9 và tiệm cận lại đến cái vùng kháng cự tiếp theo đó là vùng 10 Thì uh, khi mà nó bứt được cái cản 10 ấy, thì khi đó thì chúng ta mới bắt đầu có một cái hành trình mà phía đằng sau 10 đó thì nó mới hay chứ còn phía đằng trước 10 đó thì nó vẫn đang có những cái uh, những cái bước lập bập rất là khó khăn thì trong ngắn hạn chúng ta sẽ ngắm như vậy ở nhóm tiếp theo uh, thì chúng ta sẽ phân tích nhóm vật liệu đầu tư công thì uh, các anh chị biết rồi đối với nhóm đầu tư công vật liệu đầu tư công thì cũng đã có những cái định hướng từ quý 4 của năm 2022 đó là trong năm 23 thì chúng ta sẽ tập trung để mà chúng ta đánh cái nhóm này và đến thời điểm hiện tại thì KSB cũng đã hoàn thành cái max target ở vùng 28 trên 28 và tuần này thì nó đang tiếp tục diệt nó đang tiếp tục tiệm cận lại cái vùng cản kỹ thuật ở đây khá là tốt Nói chung là nó vẫn đi được ở biên 26 26.3 và mục tiêu thì vẫn công cản 27.5 vùng 28 trong tuần này thì đã có những cái thời điểm chạm 27.5 như vậy thì tuần tới thì khả năng vẫn như vậy thôi tích lũy ở vùng hỗ trợ và tiếp tục công ở vùng kháng cự và công công thành công bứt được cái vùng kháng cự thì chúng ta sẽ căn cứ tín hiệu ra phân tích tiếp giống như mã cổ phiếu PLC sau khi nó bứt được cái vùng kháng cự 35 đây các anh chị sau khi bứt bứt được kháng cự 35 thì nó tiếp tục xây nền ở vùng 300 3, 3 5 và với định hướng hiện tại thì PLC chúng ta đã sau khi mà đây target 35 này hoàn thành và đến thời điểm này cũng như vậy tuần trước đó thì nó đã hoàn thành 35 trên 35 thì chúng ta tiếp tục kỳ vọng nâng cái target kỹ thuật của nó lên vùng 39.5 đến khoảng vùng 40 tức là gì sau khi mà bứt cản 35 thì cổ phiếu PLC sẽ hướng lên khoảng quanh vùng 40 cổ phiếu BCC cũng rất là đẹp BCC tín hiệu tuần khá là ok test tích lũy ở quanh vùng 12 năm 12 3 12 năm Tuần này nó chỉ có test được đến về 12 năm thôi, còn cái điểm mà dự kiến ở quanh 123 thì nó không về và sau đó thì nó long lên. Sau một cây nến này thì có ba cây nến test lại ở trên vùng 13 là tương đối đẹp. Và với tín hiệu này thì cũng kỳ vọng tiếp theo đó là BCC sẽ đánh về vùng 14 và sau khi mà bứt được cản 14 thì chúng ta sẽ ngắm lên những cái vùng kỹ thuật cao hơn. Và đến trên góc nhìn kỹ thuật của mã cổ phiếu BCC thì nó cũng đang hình thành một trang kỹ thuật tuần rất là hay và cổ phiếu BCC thì nó cũng đi vào trang tuần. Hiện tại thì nó đã có xu hướng bứt cản 13.2 và chỉ cần nó đè 14 cộng ở đây thôi. Thì sau đó thì chúng ta sẽ hướng cản 16, bứt cản 16 thì chúng ta sẽ ngắm lên vùng 20 đến khoảng vùng 22. Đấy là những cái target rất dài của BCC. Của chúng ta theo à, theo dòng thời gian và theo cái tín hiệu kỹ thuật thì chúng ta sẽ đi xây. <laughs> À, nhóm Anh đầu Tư Công à, cũng có một cái tuần giao dịch rất là tốt VCG như có cổ tức và có cổ tức Rồi phiên kết tuần thì đánh như này là đẹp rồi Phiên kết tuần đánh là đẹp rồi Thì tuần trước ở đây các anh chị này có vùng 20-20.2 này Thì nó sẽ đẩy lên được đến vùng 21 này và khi chạm vùng 21 thì chúng ta có nói đến vùng 20.8, 20.8 đến vùng 21 là biên địa, biên rung lắc tích lũy thì tuần này nó đã rung lắc tích lũy và tiếp tục địa công cản 22 khả năng tuần tới thì với cái này hiện tại thì chúng ta sẽ ngắm đến vùng 22 đến khoảng vùng 22.3 ba lên đến cái vùng này thì để chúng ta xem xem là ông có bứt được không mà bứt được cái bứt được cái cản này thì hay đấy bứt được cái cản này thì chúng ta có thể kỳ vọng ngắm lên vùng 24 24 mà bứt được thì chúng ta sẽ ngắm lên vùng 26 Nói chung là tạm thời như vậy Tạm thời như vậy là ổn rồi đấy Nói chung là như vậy là cũng ổn Còn sau khi mà nó xây thành công Tức là có khả năng là nó sẽ lên và Nó sẽ có một cái nhịp rũ ở đây Nhịp rũ rất là rất là khủng hoảng ở đây Rồi sau đó thì nó mới hình thành được một cái Cái trend mới và cái trend mới ở sau vùng 26 cộng Trend mới ở sau vùng 26 cộng ở đây Thì đấy sẽ là một cái trend rất là hay Kỳ vọng là đầu tư công sẽ tiếp nối FCN cũng rất là đẹp <laughs> như vậy FTN đã hoàn thành vùng target 12.5, tiếp theo hoàn, ta, hoàn thành vùng target 14 và tuần này thì nó bắt đầu công được cái kháng cự 15. Ba cây nến test kỹ thuật tương đối là đẹp. Như vậy với cái góc độ mà nó nó đi như này thì cũng sẽ kỳ vọng là gì tuần tới thì nó có trả cung thì nó sẽ tích lũy thành công ở trên vùng 14.8, thậm chí là cái điểm sâu hơn ở vùng 14.7 cho lùi ông lùi lùi xuống tí nữa đó. Ở thành công vùng này thì tiếp tục ngắm cản kỹ thuật ở vùng 16 16.5. C4G cũng rất là hay Phiên ngày hôm nay thì bắt đầu niêm yết cổ phiếu bổ sung Hiện tại thì kháng cự 13.5 Nó bắt đầu kéo lên Tòi lên tụt xuống ở vùng này Tuy nhiên là cũng chưa đủ lực để mà đi Chính vậy nên là khả năng tuần tới Thì sẽ có thêm ở các cái điểm Ở khoảng quanh vùng 13 Chúng ta lưu ý khi mà cổ phiếu Test về cái vùng này Thì 13, 12, 8, 12, 5 12 đây. đây đây sẽ là những cái vùng Tức là nôm na là kỳ vọng đây sẽ là những cái vùng mà Chúng ta thu gom thêm và C4G thì các anh chị lưu ý là chúng ta đã có một hành trình đánh rất là dài đối với LCG trong tuần thì LCG cũng bắt đầu có những tín hiệu kỹ thuật khá là tốt công lại cản 14 tuy nhiên điểm công này chưa thành và như vậy tuần tới thì khả năng nó sẽ có cái sự lùi lại lùi cung chỉnh nền lại ở khoảng quanh vùng 13 đến khoảng vùng 13.3 còn trên góc độ phân tích kỹ thuật trên góc độ phân tích kỹ thuật tuần thì cũng đã có hướng đến các anh chị rồi tức là cái Câu chuyện ở đây sau một cái giai đoạn mà nó tích lũy được ở vùng 10.6 đến vùng 1.2 Thì chúng ta đang ngắm nghĩa một cái kịch bản nó xa hơn Đạt 12.5 rồi sau đó đạt 14 và xa xăm hơn thì chúng ta sẽ ngắm lên 16 Đó là các vùng kháng cự kỹ thuật tiếp theo G36 cũng rất là ok, G36 đánh khá là tốt đó Tuần này thì G36 chưa bứt mạnh nhưng nó có vùng 9 ở đây và nó đã xây vùng 9 khá là tốt À, kỳ vọng g36 thì chúng ta vẫn như vậy thôi à, nhịp này thì chúng ta sẽ tiếp tục ngắm lên cản 10 tiếp theo à, chúng ta sẽ đi phân tích nhóm ngành dầu khí nhóm ngành dầu khí thì cũng sẽ phân tích mã cổ phiếu PLX các anh chị chú ý đến bốn mã cổ phiếu thôi à, thì đối với PLX hiện tại thì nó cũng đang có một cái phân kỳ tăng ngắn ở đây à, Và các anh chị lưu ý này Đối với PLX thì chúng ta đã phân tích một cái nhịp sóng rất là dài trước này đó và trong cái giai đoạn mà khi mà pelix bị mất cái vùng 38.5 như có phân tích ở trong tuần trước ấy thì sau cái giai đoạn này đấy là cái giai đoạn mà chúng ta thì vừa bèo vừa tép nói chung là nó đánh nó hơi khó. À, thì chúng ta cũng phải căn những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật. Ví dụ ở đây là có vùng hỗ trợ kỹ thuật đây này là 37.3 này. Tuần này thì nó đang công 38.2. Lực đánh thì bắt đầu có vẻ là đang tốt tốt lên một tí, đang tốt lên một tí và dữ liệu của nhóm P thì nó cũng đang khá là ok nên khả năng tuần tới thì PLX sẽ ngắm lên vùng cản 39 đến khoảng vùng 40 thì đây sẽ là cái vùng cản mạnh đó. Thì sau một cái thời gian nó đạt max target ở đây thì bây giờ nó bắt đầu nó đánh lên ở đây. Thì uh, cái, 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 cái 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 tín hiệu kỹ thuật của PLX ở trong những cái tuần giao dịch tiếp theo sẽ giúp cho chúng ta có thêm khá nhiều các cái định hướng về mặt uh, chiến lược. Uh, đối với PBS <laughs> trong tuần thì PVS cũng đã có cái sự rung lắc ở quanh vùng 297 đến vùng 30 và đây là cái sự tích lũy rất là thành công của cổ phiếu. À, trên sự tích lũy này thì chúng ta vẫn tiếp tục ngắm cản vùng 31.5 đến khoảng vùng 32. Tuần này thì nó suy soát công vùng 31.5 đây, khá là đẹp. Đóng phiên kết tuần ở vùng 31. Và lực cầu lực cầu thì tiếp tục duy trì ở cái cường độ khá là cao từ khoảng tầm 8 triệu đến khoảng tầm độ 10 triệu cổ phiếu trên một phiên. Như vậy khá là ok. Thì chúng ta sẽ ngắm cái cản này các anh chị nhé và về đến cái cản này thì khi đó thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích thêm xu hướng ở PVD trong tuần cũng đi khá là tốt à, Sau khi nó bứt được cái cản à, 23.3 ở trong tuần giao dịch Trước thì nó bắt đầu nó có cái sự quay lại test cung và những điểm chỉnh cung Ở quanh vùng 236 là cực đẹp Nhìn cách đi nó sắp xếp những cây nến rất là nhẹ nhàng, lực cầu thì vẫn tiếp tục được đẩy khoảng quanh vùng 6 triệu của phiếu trên một phiên, lực cầu đang khá là ok và với cách đi này của PVD thì chúng ta hoàn toàn có thể ngắm lên vùng cản 25 sau đó thì sẽ ngắm về vùng 25.5 đến khoảng vùng 26 đây là những cái vùng cản cái thuật tiếp theo của PVD à, cổ phiếu BSR cũng rất là ok à, nhìn thì khá là đẹp <laughs> tuần vừa qua thì nó bắt đầu công vùng 17.4 đến vùng 15 à, thì như quan điểm kỹ thuật Hùng có trình bày trong bản tin tuần đó thì khi đây là vùng cản nên là ông sẽ phải chỉnh cung và chỉnh về đâu thì nó sẽ chỉnh về 168 đến vùng 17 và chúng ta nhìn thấy cây nến 168 rút chân lên phiên ngày hôm nay thì cũng có ở biên 168 17 và sau đó đóng cửa vùng 17.2 à, nhìn về xu hướng thì khả năng tuần tới nó vẫn sẽ có uh, test lại quanh vùng 17 và đối với mã cổ phiếu um, Ờ, đối với mã cổ phiếu BSR thì cũng đang ngắm những cái trang kỹ thuật tuần tương đối dài và hiện tại thì uh, BSR nó cũng đang hình thành được một cái diện một cái phân kỳ tăng trong ngắn hạn và phân kỳ tăng này thì uh, theo quan điểm của kỹ thuật cùng là tốt và chúng ta chỉ chờ đợi một cây đến tuần thôi nó đè cái vùng 7.5 ở đây và đặc biệt là đóng cửa trên vùng 18.5 thì cái đó nó sẽ mở ra một cái trang kỹ thuật rất mới ở bên này và đấy sẽ là những cái thời điểm mà target của BSR chúng ta sẽ nâng được rất là cao ở cổ phiếu OI cũng như vậy. OI thì tuần này quá là đẹp rồi. OI đã chính thức bứt cản 10 và hiện tại đóng ở vùng 10.5, lực cầu tiếp tục duy trì tốt. Và đây cũng là một nhịp mà các anh chị nhìn thấy khi mà uh, mã cổ phiếu OI nó vào một cái phân kỳ tăng. Uh, thì OI cũng đã có một cái sự tạo lập tương đối là dài đó các anh chị. OI cũng có một cái sự tạo lập tương đối là dài và nó đi hết trend đó thì nó sẽ đi rất là xa thì ở đây cũng như vậy ở đây oi cũng đã bứt 10 rồi và như vậy thì cái cái trend này thì cũng sẽ ngắm lên cản 13 5 đến khoảng vùng 14 đó chúng ta mở kỹ tuần ngày thì trên kỹ tuần ngày á thì oi đã có đến bốn cây nến test ở trên vùng 10 và cây nến kết tuần thì gần như oi đã bắt đầu vượt thoát lên vùng 10.5 và xu hướng hiện tại thì như vậy là chúng ta hoàn toàn có thể khả thi ngắm oi lên khoảng quanh ta kỹ thuật ở khoảng vùng 11 rồi tiếp theo thì nhóm ngành banh thì ông chỉ phân tích cho các anh chị một số các cái mã cổ phiếu banh mà đã khuyến nghị phân tích để nắm giữ ở trong cái nhịp cuối bởi vì sóng banh là hùng đã có phân tích cho anh chị 13 tháng 10 thì hùng đã phân thành ba nhóm nhóm thứ nhất là đã tăng từ 13 tháng 10 gồm có Vietcombank có banh bidv công thương stb liên việt quốc banh thì cái, cái dòng đó cái dòng đó bây giờ nó đi ngang nó sideways ở trên cái vùng cản cao và nó đi ở trong một cái biên hẹp thì hùng đã phân tích rồi cái nhóm thứ hai đó là nhóm vừa mới tăng xong thì ví dụ như có thằng vi banh techcombank và mbb đó và cái nhóm thứ ba là cái nhóm mà đang khuyến nghị để cầm cho năm 2023 thì mình sẽ phân tích cái nhóm thứ ba gồm mã cổ phiếu TPBank. Thì đối với TPBank tuần này các anh chị nhìn thấy đấy ạ, TPBank nó đi rất chậm, rất chắc và TPBank thì cũng đã có một hành trình rất là dài và tuần này Tuần này thì chính thức là TVBank đã bứt được cái vùng cản 24.4 và tiếp tục hướng cái vùng 26 và lên vùng cản 28. Đây các anh chị, TVBank các anh chị có thể nhìn thấy đây, TPBank là một cái hành trình rất là dài từ từ ngày 16 tháng 3 và TPBank được ăn cổ tức từ tháng 1. Đây 16 tháng 3. Ở từ 16 tháng 3 chính thức là 16 tháng 3 bắt đầu tính toán đến nhóm cổ phiếu Bank ngày 17 ngày 17 tháng 3 TPBank. Đó. TPBank và VIP được định hướng cho năm 2023, 17 tháng 3 năm 2023. Đó và sau đó thì tiếp tục phân tích TPBank và theo cái dòng thời gian thì chúng ta thấy rằng là TPBank liên tục được cập nhật ở trên cái dòng thời gian và đến thời điểm hiện tại thì TPBank bắt đầu có những thành quả rất là ok. Cảng cả cái thuật 26 và chúng ta sẽ ngắm lên vùng 28 và TPBank nó đi chậm nhưng đi chắc. Đó, cái thằng này nó như vậy. Cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu VIB. VIB hôm nay thì tăng kịch trần. Tuy nhiên, ở trước đó thì VIB chúng ta cũng đã có phân tích ở những cái vùng gom kỹ thuật ở vùng 20, 20.3, 20.8. Hiện tại thì VIB đã chính thức bứt cản 22. Phiên ngày hôm nay thì nó bứt cản 22 với một cây nến tăng kịch trần và lực đánh 21 triệu cổ phiếu. Thì đây là một tín hiệu bất thường và sau cái chữ bất thường thì nó phải bình thường trở lại. Tức là gì? Tuần tới nếu như nó chém ở vùng 22 5 mà không thủng thì như vậy chúng ta sẽ tiếp tục ngắm target kỹ thuật 24 đến khoảng vùng 25. Tiếp theo đó là mã cổ phiếu SHB cũng đã được uh, được định hướng cho năm 2023 và đến thời điểm hiện tại thì SHB cũng đã đi một cái chặng đường tương đối là dài. Uh, trong cái thời điểm ngắn hạn thì chúng ta uh, có phân tích uh, nói đến đây là vùng cả cái tuần 12.3 và tuần này thì nó bắt đầu công lại nhưng mà tất nhiên là công chưa thành nhưng đồng thời nó cũng có cái vùng hỗ trợ cái tuần 11.4 11.5 ở đây trong hai tuần vừa qua như vậy nó tích lũy khá là tốt uh, với tín hiệu hiện tại thì 11.12.3 uh, đến khoảng vùng 12.5 khả năng tuần tới với cái đà động lực của nhóm banh thì như vậy là gì uh, SHB cũng sẽ bắt đầu Uh, có những cái hành trình công cản ở đây và thực tế thì đến thời điểm hiện tại thì cũng như vậy thôi SHB nó cũng chỉ mới uh, là một cái phân kỳ tức là nó mới hình thành được một cái chân sóng thôi và từ chân sóng này để nó triển khai thành một cái sóng tăng thì có thể là một cái sóng tăng rất dài sau đó thì cũng chưa dám nói nhưng uh, theo những cái tín hiệu kỹ thuật để chúng ta đó hoặc chúng ta nhìn như như cổ phiếu MBB thì trong cái thời điểm hiện tại là các anh chị em có hỏi hùng là bây giờ thị trường nó có rơi không hay nó có rớt không thì các anh chị nhìn thấy này tức là tất cả các cái trụ lực của chúng ta đang tích lũy rất là đẹp và nếu chúng ta xét về kênh xu hướng nếu MBB đi như vậy thì ít nhất là nó phải công lên được khoảng quanh vùng 22 và 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 vô hình dung á vô hình dung thì bắt đầu gì bắt đầu cái cái đáy trung hạn đấy các anh chị cái đáy trung hạn khả năng nó tạo đây rồi này đó nó đi này rồi nó đi lên 22 rồi nó sẽ tả lại quanh 20 rồi nó đi lên trên này rồi nó đi lên trên này như vậy là gì tức là nó đã bắt đầu hình thành một cái kênh xu hướng về mặt trung hạn của những cái mã cổ phiếu chủ đạo những cái mã cổ phiếu tiềm lực mạnh đó và đặc biệt là nhóm ngành chứng khoán và nhóm banh thì nó đang như vậy thì đấy sẽ là những cái cơ hội theo quan điểm gồm là sẽ rất tốt cho thị trường ở trong những thời điểm tiếp theo đó tất nhiên đây là định hướng dài các anh chị nhá còn định hướng ngắn thì đương nhiên nó sẽ có những cái phiên rung lắc rồi nó đạp rồi nó chỉnh như làm sao mà mà mà, mà tuyệt đối được đúng không ạ còn định hướng dài là cảm giác đến thời điểm này nó rất là ok Nhóm ngành cuối cùng đó là nhóm ngành chứng khoán thì chúng ta sẽ phân tích một số các mã cổ phiếu nhanh như sau, gồm mã cổ phiếu VCI 33.5 đến vùng 34 trong tuần qua tích lũy khá là tốt và tuần này thì VCI cũng đã hoàn thành vượt mức target 35 trên 35, thậm chí phiên này hôm nay chỉ thoát đạt 36. Ờ, à, khả năng với xu hướng này thì chúng ta sẽ tiếp tục kỳ vọng ngắm lên vùng 36 đến khoảng vùng 37.5, đó là target tiếp theo của VCI. À, SSI à, rất là tốt à, phiên ngày hôm nay bứt cản vùng 24 như vậy chính thức tuần này thì vùng 23.5 vùng 24 của SSI uh, đã chính thức hoàn thành và sau khi nó bứt cản xong thì tất nhiên nó sẽ có một đến ba cây nến test quay trở lại vùng này uh, test thành công ở trên bên này thì như vậy chúng ta sẽ tiếp tục nâng target ở lên vùng 25.5 đến vùng 26 HCM tuần này cũng đã bứt cản và HCM đã bứt cản thành công ở vùng này và các anh chị cũng uh, trong những nhịp trước đúng không ạ thì cũng có phân tích ở đây đúng không HCM liên tục va vào cái đường này và sau khi nó nó bứt thoát được ở đây thì như vậy là tiếp tục công cản hai bảy lần thứ hai. Test cung nhẹ nhàng quanh vùng 26 và tuần này thì tiếp tục bứt. À, với lực bứt này thì uh, tương đối là thành công, nó còn test lên nó còn kéo lên phiên hôm nay kéo lên vùng 28 cơ. Tuần tới thì có thể nó sẽ rung lắc nhẹ uh, test lại ở biên 266 đến khoảng vùng 27 mục tiêu thì chúng ta vẫn tiếp tục ngắm À, cái vùng cản 28, nhịp này mà bứt được 28 thì là đẹp, nhịp này mà bứt được 28 thì như vậy là nó sẽ ngắm lên khoảng vùng cản 31 ở đây. À, tín hiệu kỹ thuật của nhóm ngành chứng khoán thì đang khá ok và tuần tới thì chúng ta sẽ chờ cái 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 cái, cái xu hướng nó test tích lũy lại ở những cái vùng này. VND ờ à, VND khỏe như con trâu đất luôn, đúng không ạ? Quá đẹp. Tuần vừa qua 15 7 16 và chính thức tuần này thì VND cũng đã bứt cản thành công 16 8 đến vùng 17 sau cây nến bứt cản thì ba cây nến test à, sừng sững như này cực kỳ ok luôn tuần tới có test thì ở khoảng quanh vùng 17.8 đến khoảng vùng 17.7 khoảng vùng 7.8 ở à, mục tiêu nhịp này thì như vậy là VND quá là khỏe khoắn rồi hướng vùng cản 19.5 đến khoảng vùng 20 khả thi là 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 như vậy đấy khả thi là như vậy và lực cầu của VND thì cực kỳ khủng hoảng luôn liên tục đánh từ 30 đến 40 triệu cổ phiếu đấy tạo lập đánh đánh giá chiến ác ấy và đối với VND thì chúng ta cũng nhìn thấy đây uh, nhìn về mặt cơ bản thì nó cũng đang mới gọi là gì ạ nó cũng đang 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 hình thành một cái uh, tất cả các cái mã cổ phiếu chứng khoán thì cũng có nói vui với anh chị là bây giờ chúng ta đánh trên chặt tuần đó và cái phân kỳ tăng uh, trong ngắn hạn của VND nó đã đi vào những cái phân kỳ tăng trung hạn chính vậy nhóm chứng khoán các anh chị chúng ta cứ yên tâm yên yên tâm để chúng ta uh, chiến đấu VND cũng như vậy rồi SSI VCI HCM tất cả các mã cổ phiếu đều như vậy SHS cũng như vậy đấy các anh chị SHS đẹp như, đẹp như trăng rằm luôn nhịp này mà các anh chị mà không 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 ôm SHS lên đến khoảng tầm vùng 20 hai uh, 20 thì lại nói phép đúng không ạ Nhưng mà 15 15 20 và 25 các anh chị cứ chờ đi cái chen này của thằng SHS mà nó không đánh lên được những cái vùng đó thì thôi chúng ta nghỉ đánh chứng khoán nhưng đấy là Đấy là ngắm về mặt trung hạn các anh chị Và tuần này là một cây nến tuần mà của SHS có gọi là không còn gì để đẹp hơn nữa Đấy, Không còn gì để đẹp hơn đối với SHS Cực đẹp cây nến tuần à, Mặc dù ở đây là gì ạ Chúng ta thấy rằng là Nó chỉ mới đạt được max target 12 trên 12 thôi Nhưng với một cây nến tuần à, đó, Nó đánh từ vùng 10.8 đến vùng 11 Và đánh lên vùng 12 Như vậy là cực kỳ ok Đồng thời khi công cản 12 thì nó lại gì ạ Có vùng 11.4, 11.5 này nó test tích lũy thành công này và với cái sự tích lũy thành công đó thì chúng ta hoàn toàn có thể ngắm về vùng mười 13 13.5. Cực kỳ ok luôn. MBS. MBS thì khả năng vẫn đang công cản thôi. À, tốt đấy, tuần này MBS cũng đã vượt cản 18 này. Test lại ba cái nến trên vùng 18 cộng là cực đẹp. Đó và với cái 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 tín hiệu như thế này thì như vậy là vùng 20 khả quan là MBS sẽ lên vùng 20. Cổ phiếu SBS cũng rất là hay, Đấy, hiện tại thì chưa có đi mạnh được nhưng mà đây tuần này thì nó vẫn giữ được vùng 7.3, đóng cửa vùng 7.7 và có những thời điểm khá là hay. Mục tiêu của mục tiêu của em này thì vẫn là như vậy thôi. À, lên đến vùng 8 đến vùng 8.5, đó là vùng mà chúng ta sẽ kỳ vọng để SBS hướng tới. Ờ à, VX VX khá là hay luôn, sau khi chia thì VX khỏe như con trâu đất luôn. <laughs> Đấy. Uh, từ vùng 8.3, 8.5 thì VX đánh lên cản 9.3 Và sau khi mà hoàn thành vùng cản kỹ thuật 9.3 ở đây uh, Nó test lại Test lại hai cây nến và tiếp tục kéo Với dòng tiền kéo tương đối là tốt VX sẽ ngắm lên vùng 10.5 Vùng 10.5 đến vùng 11 10.5 đến vùng 11 là khả quan AGR, AGR thì tuần vừa qua cái động lực đi nó không được tốt như các mã cổ phiếu chứng khoán khác. À, tuy nhiên nó vẫn có một phiên mà suy soát đạt target đấy. Cái này là suy soát đạt này 13.13.5 trên 13.6 như vậy là chỉ còn có 0.1 nữa thôi. Đấy, nó đi khá là tốt đấy. Và với một cái góc nhìn như đối đối với cổ phiếu AGR hiện tại tức là vùng 12.8 vẫn là vùng hỗ trợ tốt. Nói chung không thủng thì các anh chị cứ cầm. Thủng thì chốt bớt và bứt được cản 13.6 thì khi đó chúng ta sẽ tính toán thêm. APS APS cũng vẫn đang khá là tốt tuần này nó bắt đầu công cản 16 đồng thời khi công cản 16 thì nó lại xây được cái vùng 15.4 đối với con APS này thì các anh chị lưu ý là chúng ta sẽ ngắm ở trên trạc kỹ thuật tuần cho các anh chị đừng có nắm ngắm ở trên trạc kỹ thuật ngày nắm là cái ngày nó khó đó và đối với thời điểm hiện tại thì đây nó cũng đang hình thành được một cái phân kỳ tăng ở trong cái thời điểm ngắn hạn và khi mà chúng ta ngắm chặt tuần ấy thì cái, cái 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 tâm thế vị thế chúng ta đánh nó rất là ung dung và có một cái điểm này có một cái điểm đáng lưu ý là cái thời điểm ở vùng 15 là một cái vùng vùng rất là nhạy cảm thì có thể ở đây nó sẽ có một nhịp rũ đó. và sau đó thì đó thì thì cái cách mà tạo lập ở đây có thể nó hoàn toàn nó rũ nhưng nhịp rũ này không đáng kể nhịp rũ này không đáng kể về đây xong phát rồi nó piêu lên phát như này đó vậy thì đây mới là cái đây mới là cái con sóng mà chúng ta cần cần phải phải ngắm đến chứ còn những cái biến động ngắn chúng ta bỏ qua đi và khi chúng ta view một cái cái dài như vậy thì à, những cái 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 lựa chọn để chúng ta vào vị thế nó sẽ rất là là khoan thai, nó không vội vàng, nó không húp cháu nóng. Có nhiều anh chị là cứ húp tùm tục, húp tùm tục, húp thế. Một là bội thực, hai là bỏng lưỡi. Đó. Ta đâu có vội vàng. À, cổ phiếu ORS cũng như vậy, ORS cũng đang rất là hay. Đấy, ORS thì tuần này đấy các anh chị, tuần này cũng chính thức là bứt được cản 13.8 đến 14 rồi. Và sau một cái cây nến bốn cái nến đó, nhưng mà cái cây nến ngày thứ sáu, ngày thứ năm với ngày hôm nay là một hai cái nến kết hợp lại là tuyệt vời. Nó test lại 14.3. À, như vậy cái xu hướng về mặt kỹ thuật là nó sẽ ngắm cản 15 và sau đó sẽ là ngắm cản 16 ORS cũng như vậy các anh chị nhé ORS đấy hùng đâu có ấy đâu có vội vàng và đối với đối với mã cổ phiếu ORS thì cũng có phân tích các anh chị rồi nó cũng như vậy thôi nó đang ở một cái phân kỳ nó đang ở một cái phân kỳ tăng đó và cái phân kỳ tăng này thì chúng ta hãy ngắm về bên này đi đó, vội vàng làm gì đó, chúng ta hãy ngắm về bên này đi nó cũng đang một phân kỳ tăng và sau một phân kỳ tăng đó thì cũng đang có cảm giác về khả năng về ORS là ở vùng 15 thì ở đây là 15 nó cũng có một cái cản đấy này nên khả năng nó sẽ kéo qua nó sẽ kéo qua cái này và bắt đầu khi mà nó bứt được cái 15 bắt đầu nó sẽ có những cây nến tuần nó nó đi kiểu như thế này nó đi kiểu gọi là thần tốc và sau những cây đến thần tốc đó thì bắt đầu chết và những cây đến thần tốc này nó sẽ cuốn theo cái cái sự tham lam của nhà đầu tư đó và và và, và họ sẽ chết ở những cái, cái đoạn này còn đối với những anh chị em mà xem những cái phân tích của cá nhân kỹ thuật rùng lê thì như vậy các anh chị em rất là ung dung có thể ORS nó sẽ cái cách đi ấy, nó sẽ kéo lên nhịp này đây nhìn các chị nhìn này đấy đi nhá đó thì nó sẽ kéo lên khoảng tạm khoảng mùng 15 26 và sau đó nó rũ nhẹ rồi bắt đầu gì nó mới bắt nhịp hai và bắt đầu nó sẽ có những cây nến thần tốc như này rồi và sau đó thì nó sẽ có thể nó sẽ kéo lên đến vùng tiệm cận đến vùng cận định cận định ở đây và sau đó nó sẽ bắt đầu phân phối như vậy thì chúng ta bắt đầu tiếp cận đến cổ phiếu ORS từ những cái thời điểm rất là sát ở ở đây, ờ, thì như vậy là chúng ta sẽ yên tâm hơn Và cái, cái tỷ lệ mà chúng ta thắng nó sẽ tốt hơn Ok, như vậy bản tin uh, tuần thì chúng ta sẽ tạm dừng ở cái phần phân tích cổ phiếu Phần thứ hai thì chúng ta, và phần thứ ba thì chúng ta cùng nhìn ngắm lại sơ bộ cái tình hình uh, của thị trường Ở trong cái tuần giao dịch vừa qua Sẽ tiếp lại 1070 10. Sơ lại từ khóa này một tí Thì uh, trong tuần vừa qua nó có rất nhiều... Uh, nó có rất nhiều những cái bốn ngày bốn ngày kết thúc phiên giao dịch của ngày thứ hai đây các anh chị kết thúc phiên giao dịch giao dịch của ngày thứ hai thì ông có đánh giá rất nhiều các yếu tố kỹ thuật bộ ba tham số chung của thị trường và nhìn thấy rằng là tất cả những cái 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 lòng của thị trường nó rất là tốt nó đánh nó không có cụm và sự luân phiên nhau giữa các nhóm ngành chứng khoán bất động sản công nghiệp nông nghiệp hóa chất đầu tư công vật liệu đầu tư công thủy sản gỗ thép cao su dệt may điện bất động sản dân cư penny đầu cơ tất cả đều duy trì dòng tiền tốt và kỳ vọng sẽ tiếp diễn anh chị em có thêm nhiều cái cơ hội để chốt lãi và các cái mã cổ phiếu tốt nhất tối ưu nhất thì đã được phân tích tức là gì trong cái 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 lòng của thị trường nó cảm giác nó cực kỳ tốt đó thì trong phiên giao dịch ngày thứ hai và uh, đó và sau đó thì cũng có phân tích uh, cái uh, bộ ba uh, chúng ta tổng kết lại bộ ba tham đội chung của thị trường đây uh, bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại cái chỉ số vn 30 VN30. Ok. Thì đối với VN30, VN30 tuần thì chúng ta đã có nói đến cái câu chuyện ở đây đó là gì? Ở trên cái biên uh, kỹ thuật uh, 1058 đến 1060. Đây sẽ là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là rất là quan trọng đối với uh, đối với chỉ số chung của cả thị trường. Đó và trong tuần trước thì cũng rất may là cái chỉ số này không vỡ vùng 1058 và tuần này thì bắt đầu vào phiên giao dịch ngày thứ hai thì chỉ số VN30 bắt đầu có một cái nhịp tăng. Và nhịp tăng này thì đưa cái Uh, tiệm cận lại cái vùng kháng cự kỹ thuật ở đây là vùng 1072 vùng 1072 là vùng kháng cự của chỉ số VN30 và sau đó thêm một lần nữa thì chỉ số vn 10 test lại ở vùng 106 1058 1060 và suy soát ở trên vùng 1060 và đến phiên kết tuần tức là đến phiên ngày hôm nay thì chỉ số mới bắt đầu diện bắt đầu có một cái gáp tăng và trong phiên ngày hôm qua thì chỉ số Dow Jones tăng rất tốt và chính vậy nên phiên ngày hôm nay thì VN30 ở uh, sau một cái giai đoạn mà bị bán trụ nhà nước ngoài bán rất mạnh thì phiên ngày hôm nay VN30 đã kéo rất là tốt nhờ sự phục hồi của nhóm anh thì trên góc độ kỹ thuật là hiện tại thì VN30 đã đi về cái vùng cảng kỹ thuật ở một cùng 1090 trong phiên ngày hôm nay thì nó đã bắt đầu à, có cái sự dựa sideway ở trên cái vùng cảng kỹ thuật à, về mặt tín hiệu kỹ thuật thì cả năm tuần tới chỉ số VN30 sẽ lựa để nó sẽ test lại thứ nhất là sẽ test lại vùng 1080 và cái điểm mẫu chốt thứ hai nó sẽ test lại ở vùng 1072 đến vùng 1075 tức là sau khi mà chỉ số VN30 bứt cản đó chỉ số VN30 bứt cản thì À, chúng ta sẽ à, chúng ta sẽ 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 có những cái điểm mà gì ạ, lấp gáp lại, à, lấp gáp chỉnh cung lại để mà à, đi tiếp. À, còn đối với chỉ số VN30 F1M, chỉ số VN30 F1M thì như có chia sẻ ở trong bản tin tuần. À, thì chúng ta à, có nói đến cái vùng 1053 đến vùng 1055. Tức là chừng nào mà cái chỉ số phái sinh nó vẫn còn giữ được như này thì như vậy là đấy sẽ là một cái chỉ báo rất là quan trọng để ở thị trường cơ sở chúng ta tiếp tục có những cái đà tăng hoặc là ít nhất là anh em chúng ta sẽ tiếp tục cầm cổ phiếu đúng không anh chị và trong phiên giao dịch ngày thứ hai nó tạo giá tăng và đối với chỉ số vn 30 f 1 m thì nó có cái vùng cản kỹ thuật ở quanh vùng 1070 đây và đến phiên giao dịch ngày thứ ba thì nó kéo lên được vùng 1070 và nó bắt đầu nó quay trở lại nó test và đến phiên giao dịch của ngày 31 thì nó suy soát nó lại test lại ở vùng 1053 đến vùng 1055 thì như vậy á thì cái câu chuyện ở đây là gì cái vùng 1053 đến vùng 1055 vẫn rất ok ở trong tuần giao dịch vừa qua Và đến phiên ngày hôm nay thì coi như gáp tăng ở đầu phiên thì chúng ta không nói Sau cái gáp này thì sẽ có rất nhiều cái câu chuyện để mà à, chúng ta phân tích à, và chúng ta đánh giá thêm Thì trên các độ kỹ thuật hiện tại như vậy là phái sinh cũng đã kéo lên một cái vùng rất là cao ở quanh vùng 1085 và 1080 Thì đây cũng sẽ là những cái vùng cản kỹ thuật rất là mạnh của chỉ số phá sinh khả năng trong tuần tới thì chỉ số sẽ quay trở lại test lại ở vùng 1075 và điều quan trọng nhất đó là 1070 và cái gap tăng của trong phiên ngày hôm nay ở khoảng quanh vùng 1065 đến 1070 thì căn cứ cái tín hiệu kỹ thuật ở trong phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba thì chúng ta sẽ cập nhật thêm và và đối với những cái anh chị em mà đã về với team của ông lê thì gần như chúng ta được cập nhật những cái những cái tín hiệu kỹ thuật hàng ngày và hết một ngày thì chúng ta sẽ tổng kết lại xem là trong ngày hôm nay bộ ba tham dự chung của thị trường nó tốt hay nó xấu à nếu mà nó tốt thì nó sẽ đi về cái vùng kháng cự nào và nó xấu thì nó sẽ à sẽ 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 đi về đâu ví dụ kết thúc phiên dòng dịch ngày thứ hai thì cũng đánh giá rằng index đang đánh rất là khỏe đà tăng chậm chắc à, vừa 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 tăng nhưng vừa có nhịp rũ trong phiên vì vậy giúp cho thị trường tăng tốt và với khả năng như thế này thì index sẽ có cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 1072 đến vùng 1070 tích lũy thành công thì dự kiến là thị trường sẽ công 1080 1083 và 1090 trong các phiên giao dịch tiếp theo thì chính vì như vậy nên chúng ta sẽ nhìn về chỉ số vn index ở đây ví dụ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ hai thì hùng thấy rằng là cái chỉ số vn index của chúng ta đánh rất là ok trong phiên vừa tăng vừa rũ vừa tăng vừa rũ như vậy rất là đẹp và đối với chỉ số vn index thì hùng có nói rồi cái vùng 1058 đến vùng 1060 trở thành một cái vùng gọi là bất khả chiến bại. Tức là nếu như index của chúng ta vẫn ở trên cái vùng này thì các cái vị thế chúng ta cầm về cổ phiếu là chúng ta hoàn toàn yên tâm. Tuy nhiên nếu như index bị phá vùng 1058 thì đấy sẽ là một cái báo động rất là nguy hiểm cho thị trường chúng ta. Và các anh chị nhìn thấy đây rất may là trong tuần cũ thì đấy cứ về 1058, 1060 là đẩy lên, 1058, 1060 là đẩy lên thì đấy chính là những yếu tố tạo lập để giúp cho tuần này của chúng ta có những tín hiệu tốt hơn. Và đồng thời chúng ta thấy rằng là có phân tích sau khi mà index kết thúc phiên giao dịch ngày thứ hai thì mình thấy rằng là à tín hiệu rất là tốt và cái vùng 1070 với đến vùng 1072 sẽ trở thành một cái vùng đệm rất là quan trọng để à, index của chúng ta tiếp tục có những cái vùng công cản 1080 thì các anh chị nhìn thấy này chạm 1080 thì nó chỉnh về gì ạ 1070 1072 này xong nó tiếp tục chạm về 1080 thì nó tiếp tục test ở đây và sau đó ở vùng 1077 thì nó tiếp tục test về ở đây và phiên ngày hôm nay thì nó tạo gáp thì cũng không nói và cái gáp tăng ngày hôm nay thì chính thức là nhờ gáp tăng này nên là thị trường của chúng ta một phát là chúng ta lên cổng trời luôn à tức là từ từ vùng 1070 đến à, vùng 1072 thì chỉ số này đã bứt cản 1080 và à, bứt cản 1080 1083 và hướng về vùng 1090. À hướng về vùng 1090 đây các anh chị 1090 và trong tuần này thì à, đó thì khi các anh chị nhìn thấy đây 1090 đây này 1090 đấy nó nó gặp cái vùng 1090 đấy thì một điểm hai điểm ba điểm gần như nó nó nó, nó đóng cửa xí soát ở vùng 1090 trên những đấy tuần như vậy là gì tức là chúng ta phải có những cái cập nhật hàng ngày bởi vì cái, những cái diễn biến của thị trường nó luôn luôn biến động nên chính vậy nên là một một phiên giao dịch hoặc một tuần giao dịch chúng ta sẽ không nói hết được và quan trọng nhất là chúng ta có những cái phân tích trực tuyến một một đó khi thị trường nó có những cái biến này thì chúng ta sẽ phân tích như này khi thị trường có những cái biến kia và phân tích như kia thì đấy sẽ là những cái Uh, yếu tố kỹ thuật rất là quan trọng để giúp cho anh chị em chúng ta có một cái hành trình đầu tư rất là ok Thì uh, vùng 1095, uh, vùng 1090 trở thành những cái vùng cản kỹ thuật Nên tuần tới thì khả năng index sẽ lấp lại ở khoảng quanh vùng 1085 Sâu hơn thì sẽ ở khoảng quanh vùng 1080 đến vùng 1078 Tức là gì? Tức là sau khi mà uh, break cái vùng cản ở đây Thì khả năng thì nó sẽ cần phải có thời gian để nó quay trở lại Nó test cung chỉnh nền trước khi mà hình thành những cái uh, xu hướng kỹ thuật tiếp theo và chúng ta cùng nhìn qua cái biểu đồ chỉ số VN Index ngay Ở đây thì uh, <laughs> Hùng đã có những cái phân tích rất là sâu uh, đối với anh chị em Đó là gì? Uh, khi mà Index ở đây nó tiệm cận là vùng 1080 đó, Thì cái đặc điểm gì? Hai cái nhịp ở trước này thì chúng ta nhìn thấy là Index kéo rất là gì Kéo rất là sốc Nhịp này cũng như vậy, nó kéo rất là sốc và nó kéo hở gáp và sau ba cây nến neo thì nó quay trở lại và nó, nó 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 bị gãy cái vùng 1070 ở đây thì lúc đó nó mới bắt đầu diện À, nó bắt đầu chỉnh như vậy chính chính cái cập nhật ở trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì cũng có nói đến là cái vùng 1070 1072 này tích thành công thì đấy là một trong những yếu tố kỹ thuật then chốt vì sao chúng ta lại nói như vậy nó đều có sự máu xích với nhau thì ở tuần này nó khác nó khác là gì thứ nhất đó là nó đã có một cái biên 1058 1060 nó tích lũy tương đối dài và khi nó công vùng cản 1080 thì nó đã có cái vùng tích lũy trước cái vùng cản này đó nó khác hoàn toàn với những cái nhịp ở trước này nó không có sự tích lũy nhưng nhịp này nó có sự tích lũy chính với cái sự tích lũy đấy nên nó sẽ là có những cái cơ sở rất là quan trọng để uh, chúng ta có thể kỳ vọng à uh, những cái nhịp tiếp theo. Thì uh, như vậy cái xu hướng về mặt uh, hỗ trợ kỹ thuật tức là vùng từ vùng 1070 tích lũy thành công thì chúng ta sẽ tiếp tục uh, ngắm cái target kỹ thuật tuần sẽ lên 1095 sau đó sẽ vùng 1110 và rất có thể là vùng cái 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 nhịp này thì khả năng là Index có thể hoàn toàn có thể khả quan lên đến cái vùng đỉnh cũ của nó ở đây đó là vùng 11 1120 các anh chị nhé Đó 1120 Và biết đâu được một ngày đẹp trời nhé Một ngày đẹp trời mà nó nó bứt được như này Là lên đến Cái này là từ từ các anh chị nhé Cái này là chưa chưa có nói đâu nhá, đó, Ví dụ nó lên được cái vùng này rồi nó Nó test nhẹ lại đó, Nó test nhẹ lại ở khoảng quanh vùng 1100 Và nó kéo tiếp như này nè đẹp nhỉ đó nếu mà đi được như này thì 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 thì, thì phê đó các anh chị tức là nó sẽ lên được khoảng quanh vùng 1800 đến khoảng quanh vùng 1200 điểm tức là đây một kịch bản rất là xa ờ, à, tuy nhiên chúng ta có những cái cơ sở kỹ thuật để chúng ta kỳ vọng còn trong ngắn mắt tuần ngắn hạn tuần tới thì chúng ta sẽ nói đến vùng 1195 đến khoảng vùng à, 1095 đến khoảng vùng 1110 đây sẽ là những cái vùng cản kỹ thuật mà chúng ta sẽ đánh giá thêm Ờ à, cái xu hướng của index tuần OK, bản tin tuần này đến đây là kết thúc và với những mã cổ phiếu nào mà chưa được phân tích thì các anh chị em có thể comment ở bên dưới dòng thời gian bản tin tuần. cũng nay sẽ dành thời gian để có thể trả lời một vài những góc nhìn về cổ phiếu cũng như thị trường để anh chị em có thêm thông tin tham khảo. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em trong các cái bản điểm tin tuần tiếp theo.